Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 124. Hắn đúng là muốn giết Bạch Đế Tử. Lúc trước người này cứ nhằm vào hắn hết lần này đến lần khác. Bạch Bào lại nói, ông ta bảo, tổ tiên chọn ngươi có thể vì ba lý do. Thứ nhất, tổ tiên thấy được người sau lưng ngươi mạnh mẽ đến nhường nào, chắc chắn sức mạnh của người ấy vượt quá tưởng tượng của tất cả chúng ta. Thứ hai, tổ tiên nghĩ đến ác duyên giữa đạo đình và ngươi, người muốn biến ác duyên này thành thiện duyên. Thứ ba, tổ tiên chọn ngươi là vì muốn ngươi thay đổi đạo đình, xây dựng lại trật tự đại đạo, hoặc là nói, người cảm thấy ngươi có thể thay đổi đạo đình, đồng thời thành lập lại trật tự đại đạo. Diệp Huyên trầm mặc. Bạch Bào tiếp tục nói, ông ta còn nói, ta có thể không cần chiến đấu vì ngươi, nhưng phải tiếp tục chiến đấu vì đạo đình. Mà Diệp Huyên ngươi nếu có thể tập hợp được đủ đạo kinh thì lại thành chuyện vô cùng tốt với đạo đình ta. Vì lẽ đó, nói đoạn, ông ta nhìn Diệp Huyên, ta sẽ chiến đấu vì đạo đình. Chấm chấm chấm. Chiến đấu vì đạo đình. Sau khi Bạch Bào tỏ thái độ, đám cường giả đạo đình dưới trướng gã cũng đồng loạt hưởng ứng theo. Ở đạo đình, uy vọng của Bạch Bào chỉ thua kém mỗi đạo tổ, đặc biệt là ở thiên giới Uyên, số lượng quân lính áo trắng dưới trướng gã luôn đánh đầu thắng đó. Thậm chí, lòng trung thành của đội quân đó đối với Bạch Bào còn nhiều hơn cả đối với đạo tổ. Sau khi đội quân áo trắng thần phục, giờ phút này, có thể nói toàn bộ đạo đình đã thực sự bị Diệp Huyên nắm trong tay. Lúc này, nhóm La Hầu đi tới, ông ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, chúc mừng cậu. Có thể nói rằng, Diệp Huyên của hiện tại đã hoàn toàn sánh ngang với đạo chủng chi địa. Không đúng, giờ có Diệp Huyên gia nhập, thực lực của đạo đình đã vượt xa đạo chủng chi địa luôn rồi. Diệp Huyên cười nói, La Hầu tiền bối, những lời hợp tác mà ta đã bàn với đạo chủng chi địa vẫn giữ nguyên hiệu lực. La Hầu nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Ông ta cười nói, vậy thì tốt. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về tinh không xa xăm, nói khẽ tới đạo đình. Tới đạo đình. Hắn vẫn nhớ rõ chuyện Triệu Chi Thanh kia từng nói sẽ để lại cho hắn một niềm vui bất ngờ ở tầng trời thứ 34. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyên đã dẫn mọi người rời khỏi tinh không của vũ trụ ngũ duy, tiến về đạo đình. Giữa tinh không đám La Hầu nhìn theo nhóm Diệp Huyên đã rời đi bằng ánh mắt phức tạp. Họ cũng không thể ngờ được chuyện Diệp Huyên nhoáng cái đã trở thành chủ nhân của đạo đình. Cũng may, Diệp Huyên và đạo chủng chi địa không trở mặt, bằng không, bây giờ cảnh ngộ của đạo chủng chi địa sẽ lúng túng lắm đây. Một lát sau, La Hầu lên tiếng, chúng ta đi thôi. Dứt lời, ông ta liền rời khỏi đó cùng với nhóm Si Yêu Yêu. Tại đạo đình, Diệp Huyên một lần nữa đi tới đạo đình, khác với trước kia. Lần này hắn quang minh chính đại bước tới nơi đây. Diệp Huyên đi thẳng đến tầng trời thứ 34. Trên đường đi, hắn đột nhiên cất tiếng hỏi, các ngươi có biết trong tầng trời thứ 34 có gì không? Di Tôn đi bên cạnh Diệp Huyên lắc đầu đáp, chúng ta chỉ biết nơi đó cất giữ ấn đại đạo, còn lại thì chịu. Diệp Huyên nhìn Di Tôn, các ngươi chưa từng vào đó. Di Tôn gật đầu, chưa vào bao giờ. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, tại sao? Di Tôn thoáng do dự một lát mới đáp, không dám quấy nhiễu tổ tiên. Nghe vậy, Diệp Huyên liền hiểu ra. Trong lòng những người thuộc đạo đình này, địa vị của Triệu Chi Thanh vẫn rất cao. Chỉ một lát, Diệp Huyên đã tới trước lối vào tầng trời thứ 34. Năm xưa Niệm Tỷ từng đi qua nơi này, nhưng lại không hề bước vào. Giờ nghĩ lại. Ắt hẳn Niệm Tỷ cảm nhận được sự tồn tại của Triệu Chi Thanh. Thực lực của Niệm Tỷ chắc chắn không yếu hơn Triệu Chi Thanh, nhưng lúc đó tỷ ấy chỉ có chưa tới 3 phần sức mạnh, hơn nữa, mục đích chính hồi đó của Niệm Tỷ là đạo tổ. Diệp Huyên không nghĩ nữa, tiếp tục đi về phía tầng trời thứ 34. Đám người Di Tôn không hề đi theo. Chỉ thoáng chốc, Diệp Huyên đã bước vào tầng trời thứ 34, bên trong nơi này trống không, chẳng có bất cứ thứ gì. Diệp Huyên sửng sốt. Lẽ nào Triệu Chi Thanh kia lừa hắn? Đúng lúc này, không gian phía trước cách Diệp Huyên không xa đột nhiên rung chuyển, tiếp theo đó, một chiếc hộp màu đen bay từ trong đó ra. Hộp ư? Vẻ mặt Diệp Huyên có phần quái dị, không phải trong chiếc hộp này sẽ chứa một cô nhóc trắng đấy chứ?
Diệp Huyên mở hộp ra, bên trong là một cái ấn màu đen trắng tròn tròn. Một nửa màu đen, nửa còn lại màu trắng. Diệp Huyên cầm chiếc ấn kia lên quan sát, sau đó nhíu mày, đây là thứ đồ chơi gì vậy? Diệp Huyên nghiên cứu mãi mà vẫn không rõ nó là thứ gì, thế là hắn liền cầm theo cái ấn rời khỏi tầng trời thứ 34. Diệp Huyên đưa cái ấn kia cho Di Tôn xem, đây là. Lúc nhìn thấy cái ấn đen trắng này, sắc mặt Di Tôn lập tức thay đổi. Diệp Huyên liền biết đối phương biết cái ấn này là thứ gì. Di Tôn trầm giọng đáp, đây là đạo ấn. Đạo ấn. Diệp Huyên cảm thấy tò mò, đạo ấn là gì? Di Tôn nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt phức tạp, ấn đại đạo. Diệp Huyên lại hỏi, có tác dụng gì? Di Tôn thoáng do dự, sau đó lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyên im lặng, nói một thôi một hồi, té ra người này cũng chẳng biết cái ấn đại đạo có tác dụng quái gì. Di Tôn lại nói, tuy ta không biết cái ấn này có tác dụng gì, có điều thứ này là chí bảo của đạo đình ta, nó có ấn linh, hay là cậu thử trò chuyện với nó xem sao, biết đâu lại thu hoạch được gì đó. Đạo ấn chi linh. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn nhìn về đạo ấn kia, trò chuyện chút nhé. Không phản ứng. Diệp Huyên cười cười, sau đó cất lại cái ấn vào chiếc hộp, lúc này, trong hộp đột nhiên vang lên giọng nói đầy giận dữ, mau thả ta ra ngoài. Khẽ miệng Diệp Huyên khẽ cong, hắn mở hộp ra, cái ấn liền bay ra ngoài, đồng thời, bên trong đạo ấn có một cậu nhóc cũng bay ra. Nhóc ta chỉ chừng 5, 6 tuổi, thắt một bím tóc phía sau, trông rất đáng yêu. Diệp Huyên nhìn cậu nhóc, xưng hô sao đây nhỉ? Nhóc ta chỉ nhìn Diệp Huyên, không nói chẳng rằng. Diệp Huyên cười nói, ta là Diệp Huyên, còn nhóc. Cậu nhóc hừ lạnh, không cho ngươi biết. Diệp Huyên cười ha hả, nhóc không nói thì ta cũng biết thừa, nhóc là ấn nhỏ, đúng chứ? Cậu nhóc nhăn tít lông mày, sao ngươi biết? Vẻ mặt của Diệp Huyên lập tức cứng đờ, địch, nhóc con này tên là ấn nhỏ thật đấy à? Ai đặt tên vậy trời? Cũng không hề kém cạnh gì mình. Ấn nhỏ nhìn Diệp Huyên, người gọi ta ra làm gì? Diệp Huyên chớp mắt, cười bảo, chỉ muốn hỏi thử xem nhóc giỏi giang thế nào thôi. Ấn nhỏ hừ một tiếng, tất nhiên là ta siêu giỏi rồi. Diệp Huyên chỉ vào Di Tôn, nhóc có đánh thắng được ông ta không? Di Tôn. Ấn nhỏ liếc sang Di Tôn, nhóc ta thoáng do dự, sau đó lắc đầu, không đánh lại. Diệp Huyên cười hình hịch, xem ra cũng chẳng giỏi giang mấy nhỉ. Ấn nhỏ lập tức giận dữ, ai bảo, ta cho ngươi biết nhá, ta cực kỳ giỏi luôn đấy. Diệp Huyên nhún vai, không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt hắn như muốn nói rằng, còn lâu ta mới tin nhá. Ấn nhỏ đột nhiên chắp tay trước ngực, sau đó lập tức biến thành một tia sáng màu đen chui vào ấn đường của Diệp Huyên. Uỳnh! Cả người Diệp Huyên rung lên bần bật. Tiếp theo đó, một luồng khí tức mạnh mẽ tràn như trong thân thể hắn ra ngoài, luồng khí tức này mạnh đến mức chấn áp cả đám Di Tôn đứng gần hắn, khiến bọn họ nhanh chóng lùi lại phía sau. Trong chớp mắt, nhóm cường giả xung quanh Diệp Huyên bị đẩy lùi đến hơn 1000 trượng. Còn dưới chân Diệp Huyên, không ngờ lại xuất hiện một hình đồ thái cực khổng lồ. Lúc này Diệp Huyên cũng có phần ngỡ ngàng. Thứ đồ chơi gì thế này? Ấn nhỏ đột nhiên cất lời, người đánh với ông ta. Diệp Huyên nhìn về phía Di Tôn ở đằng xa, sau đó khẽ mở lòng bàn tay, kiếm Thiên Chu liền xuất hiện trong tay hắn. Thế rồi, phía trên đỉnh đầu Di Tôn ở phía xa đột nhiên xuất hiện một đồ hình thái cực. Tiếp theo, cảnh giới của Di Tôn trực tiếp bị giảm xuống ngự đạo cảnh. Cứ thế ép thẳng cảnh giới từ thành đạo xuống ngự đạo. Còn khí tức của Diệp Huyên thì lại tăng vọt, mặc dù hắn chưa thể lên thẳng thành đạo cảnh. Thế nhưng khí tức lại không ngừng dâng cao. Sắp sửa tới ngự đạo cảnh. Không chỉ mình Diệp Huyên ngỡ ngàng mà đám người có mặt đều kinh ngạc không thôi. Thứ gì thế này? Biến thái dã man. Lúc này, Di Tôn ở phía xa đột nhiên cất lời, ta biết rồi. Tác dụng của nó là phụ trợ. Diệp Huyên trầm mặc. Hắn đã hiểu rồi. Cái ấn này là một món thần vật hệ phụ trợ. Áp chế đối thủ, từ đó tăng sức mạnh cho bản thân.
có thứ đồ này trong tay thì hắn sẽ không việc gì phải sợ hãi cường giả thành đạo cảnh nữa. Nên nói là cường giả thành đạo cảnh sẽ phải sợ hãi hắn. Lúc này, ấn nhỏ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ta giỏi chưa? Diệp Huyên cười đáp, giỏi chứ, cực kỳ đỉnh luôn. Ấn nhỏ rời khỏi Diệp Huyên, nhóc ta nhìn hắn, người có thể thả ta đi không? Diệp Huyên chớp mắt, sau đó nói, tự nhóc không đi được sao? Ấn nhỏ hơi cúi đầu, trên người có cũng có một cái phong ấn như thế. Diệp Huyên liền hiểu ra. Thần linh chi ấn. Cái ấn này bị trói buộc phải thần linh chi ấn. Hắn thử liên hệ với thần linh chi ấn, quả nhiên liền cảm nhận được ấn nhỏ thông qua nó. Ấn nhỏ lại nói, cô gái kia đã dùng cái ấn rởm đó để trói buộc ta. Dứt lời, nó lại nhìn về phía Diệp Huyên, người có thể thả ta đi không? Diệp Huyên không đáp, hắn mở lòng bàn tay ra, một chút tử khí liền xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy tử khí, ánh mắt ấn nhỏ liền sáng lên, nó chớp mắt, có thể cho ta được không? Diệp Huyên cười nói, tất nhiên là được. Dứt lời, hắn khẽ chỉ tay một cái, số tử khí kia liền bay về phía ấn nhỏ. Sau khi hấp thụ xong những tử khí đó, ấn nhỏ liền lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, sau đó nó lại nhìn về phía Diệp Huyên, còn nữa không? Diệp Huyên cười đáp, hôm nay hết rồi. Ấn nhỏ chớp mắt, ý là, mai lại có. Diệp Huyên giơ ngón cái lên, thông minh. Hay là thế này, nhóc đi theo ta, mỗi ngày ta sẽ cho nhóc 30 sợi tử khí như thế, nhóc thấy sao? Ấn nhỏ thoáng do dự sau đó đáp, có phải ngươi muốn ta đi theo để giúp ngươi đánh nhau không? Diệp Huyên gật đầu, ta muốn nhóc đi theo ta, có điều không phải để nhóc giúp ta đánh nhau. Nhóc theo ta rồi. Lúc nào ta gặp khó khăn thì nhóc giúp ta chút việc là được, thấy sao? Ấn nhỏ nhìn Diệp Huyên, để ta nghĩ đã nhé. Diệp Huyên cười nói, mỗi ngày ta sẽ cho ngươi 50 sợi tử khí. Ngoài thứ đó còn có thêm 1.000 viên tạo hóa thần tinh mỗi ngày. Dứt lời, hắn liền lôi ra một đống tạo hóa thần tinh đặt trước mặt Ấn nhỏ. Hắn biết số tạo hóa thần tinh này cũng có tác dụng đối với Ấn linh như nó. Ấn nhỏ liếc nhìn đống tạo hóa thần tinh kia, cũng cảm thấy động lòng. Diệp Huyên cười nói, ta là người tốt, bình thường không hay đánh nhau đâu. Di tôn. Ấn nhỏ nhìn về phía Diệp Huyên, vẫn còn hơi do dự. Diệp Huyên đột nhiên lấy ra một sâu mứt quả đưa cho Ấn nhỏ. Ấn nhỏ cảm thấy tò mò, này là thứ gì? Diệp Huyên gỡ lớp giấy dầu ra rồi đưa cho Ấn nhỏ, nhóc liếm thử xem. Ấn nhỏ hơi do dự, sau đó lẻ lưỡi ra liếm sâu mứt quả, chỉ chốc lát đã mở to mắt, trong đó ngập tràn vẻ khó tin, đây là thứ gì, dạ. Diệp Huyên nghiêm túc đáp, mứt quả. Ấn nhỏ lại liếm thêm cái nữa, nó rất thích thú, hoặc nên nói là có phần kích động, bởi vì trước giờ nó chưa được ăn món này. Một lát sau, Ấn nhỏ nhìn Diệp Huyên, vui vẻ nói, ta có thể đi theo ngươi, cơ mà mỗi ngày ngươi phải cho ta một sâu mứt quả. Diệp Huyên. Thấy Diệp Huyên không nói gì, ẩn nhỏ vội vã nói luôn, nửa sâu cũng được. Nửa sâu nha, không ít hơn được đâu. Diệp Huyên. Đám di tôn đứng một bên sắp sửa gục ngã tới nơi. Diệp lừa đảo táng tận lương tâm thật sự. Cứ như vậy, Diệp Huyên đã thành công dùng mứt quả để giữ ấn nhỏ lại. Có cái ấn này trong tay, giờ đây có thể nói là Diệp Huyên chẳng cần phải sợ hãi cường giả thành đạo cảnh nữa. Sau khi thu phục ấn nhỏ, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn quang, phía sau tầng trời thứ 34 này còn 2 tầng trời nữa. Tổng cộng là 36 tầng. 2 tầng phía sau này sẽ có gì đây nhỉ? Lúc này, dường như Di Tôn nhận ra được suy nghĩ của Diệp Huyên, ông ta đột nhiên nói, đạo chủ, trong tầng trời thứ 35 chỉ có bài vị tổ viên của đạo đình chúng ta, cũng chính là nơi yên nghỉ của họ, không có gì hết. Còn trong tầng 36 thì có một trận pháp siêu cấp, có thể nói đó chính là đại trận bảo vệ tông môn đạo đình ta, sẽ chỉ khởi động vào thời điểm đạo đình cực kỳ nguy cấp. Diệp Huyên nhìn sang Di Tôn, không có bảo vật khác. Di Tôn cười khổ, thật sự không có. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy thì thôi. Dứt lời, hắn liền quay gót đi thẳng. Lúc này, Di Tôn đột nhiên nói, đạo chủ, cậu không ở đạo đình sao?
Diệp Huyên nhìn đám người có mặt, cười nói hay là thế này, ta không làm chủ nhân đạo đình nữa, chuyện của đạo đình sẽ do các ngươi quyết định, thế nhé. Nghe vậy, cả đám đều sững sờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Di Tôn vội vàng nói, tuyệt đối không được, nếu tổ tiên đã nói ngài làm đạo chủ, vậy thì ngài chính là đạo chủ, không ai có thể thay đổi được chuyện này. Tổ tiên của đạo đình là nhân vật như thế nào cơ chứ? Nếu người đã chỉ định Diệp Huyên làm chủ nhân đạo đình, ắt hẳn có thâm ý của người. Hơn nữa, sau khi tiếp xúc với Diệp Huyên, bọn họ liền nhận ra Diệp Huyên này không hề đơn giản chút nào. Nếu hiện giờ Diệp Huyên không làm chủ nhân của đạo đình, vậy thì đạo đình chẳng khác nào nhóm rồng mất đầu, vận mệnh tương lai quả thật vô cùng đáng lo. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta nói gì thì các ngươi sẽ nghe nấy, đúng không? Di Tôn vội vàng gật đầu, tất nhiên rồi. Diệp Huyên nhìn Di Tôn, ta muốn thiết lập lại trật tự hoàn toàn mới, thế nhưng chuyện này cần tất cả mọi người trong đạo đình cùng thay đổi. Di Tôn thoáng do dự một lát mới nói, đây là chuyện tốt, có điều. Hát đột nhiên nói, Di Tôn tiền bối, ông có biết tại sao tỷ tỷ thanh chủ của ta lại mạnh đến vậy không? Di Tôn nhìn Diệp Huyên, tại sao vậy? Diệp Huyên đi tới trước mặt Di Tôn, khẽ đáp, bởi vì tỷ ấy không quên tâm nguyện ban sơ. Di Tôn tiền bối, ông cũng là người bảo vệ đại đạo, thế nhưng ông cũng biết đấy, con đường của ông đã bước lệch mất rồi, nếu ta đoán không nhầm. Thần linh chi ấn trong cơ thể ông đã nhiều năm rồi không liên hệ được đúng không? Di Tôn im lặng. Thần linh chi ấn không rời khỏi nhưng đã yên lặng suốt nhiều năm trời. Ông ta cũng không quan tâm, bởi vì với thực lực hiện giờ của bản thân, ông ta gần như không cần tới thần linh chi ấn. Diệp Huyên nhìn Di Tôn tiền bối, ông có biết tại sao trước kia một vài người có thể vượt qua cả thành đạo, còn các ông lại chỉ dừng lại ở thành đạo cảnh? Khó mà nâng thêm được nữa. Di Tôn chậm rãi nắm chặt hai tay, vấn đề về tín ngưỡng. Diệp Huyên gật đầu, lúc trước thanh chủ ra đi đã nói một câu, hẳn là tiền bối vẫn nhớ chứ, đó chính là cuối cùng vẫn thay đổi. Ắt hẳn tiền bối cũng hiểu ẩn ý trong đó nhỉ. Di Tôn trầm mặc. Tất nhiên là ông ta hiểu chứ. Câu đó muốn nói rằng đạo đình hiện giờ đã không còn là đạo đình của ngày xưa. Diệp Huyên nhìn Di Tôn, thay đổi trật tự, để tam thiên đại đạo một lần nữa tỏa sáng, để thiên địa này có trật tự mới. Tiền bối, năm đó mấy người thanh chủ có thể làm được như thế, tại sao chúng ta lại không thể? Hắn biết nếu hắn muốn kiểm soát hoàn toàn đạo đình thì nhất định phải nhận được sự ủng hộ của nhóm ba người Di Tôn. Bởi vì ba người họ đều là cường giả thành đạo cảnh của đạo đình. Có được sự ủng hộ của họ thì hắn sẽ dễ dàng xử lý mọi chuyện hơn. Di Tôn trầm mặc một lát mới nói, ta hiểu ý đạo chủ muốn nói. Đạo chủ muốn làm gì thì cứ thoải mái, ba lão già chúng ta sẽ ủng hộ hết mình. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì tốt. Dứt lời, hắn liền nhìn lướt một vòng, tiền bối, ông cảm thấy vũ trụ ngũ duy thế nào? Di Tôn trầm giọng, rất tốt. Diệp Huyên cười nói, ta muốn bắt đầu từ vũ trụ ngũ duy. Thiết lập một hệ thống trật tự tương đối công bằng tại nơi đó, ông thấy sao? Di Tôn ngẫm nghĩ, sau đó nói, thế cũng được, có điều nếu muốn thiết lập lại trật tự mới e là sẽ hơi khó khăn. Diệp Huyên cười nói, không khó, chỉ cần chúng ta đồng lòng thì chẳng khó khăn gì hết. Di Tôn muốn nói lại thôi. Diệp Huyên mỉm cười, tiền bối muốn nói là chỉ e sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của một số người đúng không? Di Tôn gật đầu. Đạo đình hiện giờ đều tự chiến đấu vì bản thân, nếu như thiết lập trật tự thì chẳng khác nào phải chiến đấu vì người khác, hơn nữa, chắc chắn sẽ phải từ bỏ một vài thứ, hẳn là một số người sẽ không nguyện ý. Diệp Huyên nhìn Di Tôn, người không chung chí hướng thì cứ mời họ rời khỏi thôi. Nghe vậy, Di Tôn thoáng kinh ngạc. Ông ta gật đầu, đã hiểu. Diệp Huyên nhìn lướt một vòng xung quanh, sau đó nói, tất cả mọi người cùng tiến về vũ trụ ngũ duy. Bạch Bào ở một bên đột nhiên nói, vực thiên gờ. Diệp Huyên liếc nhìn Bạch Bào, từ bỏ. Bạch Bào sửng sốt. Diệp Huyên quay người rời đi, về sau ta sẽ phát bổng lộc cho các ngươi, bổng lộc của mỗi người tăng gấp đôi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Tăng lên gấp đôi.
Là thật sao? Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Cứ như vậy, tất cả cường giả đạo đình đều tiến về vũ trụ Ngũ Duy, mà ở Ngũ Duy, Diệp Huyên đã nhờ Quan Âm dựng một tòa đạo thành. Bên trong đạo thành đều là cường giả của đạo đình. Về phần vực thiên giới, người của đạo đình rút sạch khỏi đó, cứ thế tặng luôn vực thiên giới cho đạo chủng chi địa, chuyện này quả thật khiến đạo chủng chi địa cảm thấy ngỡ ngàng. Diệp Huyên có ý gì thế này? Sau khi quay về vũ trụ Ngũ Duy, Diệp Huyên lập tức gọi Tam Sinh, Quan Âm và Di Tôn tới. Diệp Huyên nhìn Tam Sinh, cô nương bằng lòng tới âm phủ không? Tam Sinh ngẩn ra, sau đó lắc đầu, nơi này rất thú vị. Diệp Huyên cười nói, không muốn về thì thôi vậy. Dứt lời, hắn liền nhìn về phía Di Tôn, ông cảm thấy nên để ai đi trấn phủ âm phủ thì tốt. Muốn thiết lập lại trật tự thì âm phủ chính là nơi vô cùng quan trọng. Di Tôn ngẫm nghĩ, sau đó cất lời, muốn thiết lập lại âm phủ thì nhất định phải có một người đáng tin cậy, hơn nữa, năng lực cá nhân của người đó cũng phải giỏi. Diệp Huyên liếc qua Quan Âm, thật ra năng lực của Quan Âm cũng khá ổn, nhưng lại không thích hợp lắm, bởi vì thực lực của nàng ta vẫn hơi thiếu một chút, còn nữa, nơi này cũng cần có Quan Âm, nếu Quan Âm đi rồi thì ở đây rất có thể sẽ hỗn loạn. Di Tôn đột nhiên nói, thật ra ta cũng có lựa chọn rồi, chỉ e là cậu. Diệp Huyên hỏi, người nào? Di Tôn trầm giọng đáp, Bạch Đế Tử. Nghe vậy, Diệp Huyên liền sửng sốt. Suýt chút nữa thì hắn quên mất lão già đó. Mợ nó, chắc chắn lão già đó đủ năng lực, chỉ là hắn thật sự không có chút hảo cảm nào với ông ta. Di Tôn lại nói, Bạch Đế Tử là người đứng đầu tinh quân. Bao nhiêu năm qua đều luôn trợ giúp đạo tổ quản lý đạo đình, nếu để y quản lý âm phủ cũng coi như một chút lòng thành đối với y rồi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, đổi người khác. Di Tôn sửng sốt, ông ta khẽ nhìn Diệp Huyên, không nói gì nữa. Diệp Huyên cười nói, với tài năng ấy mà để ông ta đi quản lý âm phủ thì đúng là không trọng dụng nhân tài chút nào. Nghe vậy, trong lòng Di Tôn thoáng thả lỏng. Ông ta còn tưởng Diệp Huyên muốn giết Bạch Đế Tử chứ. Di Tôn nói, vậy thì để Âm Mệnh Thần Quân tới âm phủ đi. Y cũng từng là người liên lạc với âm phủ của đạo đình, khá quen thuộc nơi đó, cả lại cũng đủ thực lực. Diệp Huyên gật đầu, cũng được. Nói rồi, hắn nhìn về phía Tam Sinh, âm phủ Chi Linh đi theo cô nương nhỉ. Sắc mặt Tam Sinh thay đổi, cô bé vội vàng lắc đầu, không, không có. Diệp Huyên cười nói, thật sự không có sao. Tam Sinh khẽ đáp, có thể buông tha cho nhóc ấy được không? Diệp Huyên cười nói, ta không giết đâu, còn muốn nhờ nhóc đó giúp đỡ nữa là. Tam Sinh mở to mắt, giúp việc gì? Diệp Huyên đáp, nhóc cô bé về âm phủ, nếu như âm phủ không có âm phủ Chi Linh vậy thì sao có thể gọi là âm phủ được nữa? Tam Sinh hơi do dự một lát mới nói, ta không biết nhóc ấy có muốn về không nữa. Diệp Huyên cười nói, chắc chắn sẽ về thôi, bởi vì âm phủ chính là nhà cô bé mà. Tam Sinh gật đầu, để ta hỏi thử nha, nhưng nếu nhóc ấy không muốn về đó thì ngươi cũng không được ép buộc đâu đấy. Diệp Huyên cười nói, được. Tam Sinh quay lưng rời đi. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, Di Tôn. Ông có biết tung tích của Bạch Đế Tử không? Di Tôn gật đầu, biết chứ. Diệp Huyên nói, vậy đi, ông nói với ông ta rằng hãy làm giúp ta một chuyện. Di Tôn hỏi, chuyện gì vậy? Diệp Huyên đáp, bảo ông ta giúp đỡ tìm kiếm những người sở hữu thần linh chi ấn, sau đó dẫn họ về đây, chỉ cần bọn họ chịu tới thì mỗi tháng đều có thể nhận bổng lộc. Di Tôn cười nói, chắc hẳn không thành vấn đề, y quản lý đạo đình. Vô cùng am hiểu mấy chuyện rắc rối kiểu này. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đi làm việc đi. Di Tôn hơi cúi người, sau đó quay lưng rời khỏi. Trong điện chỉ còn lại Diệp Huyên và Quan Âm. Quan Âm trầm giọng nói, ngươi thật sự muốn thiết lập trật tự. Diệp Huyên gật đầu. Quan Âm cảm thấy khó hiểu, tại sao? Diệp Huyên khẽ đáp, nhờ có cơ duyên của ta nên vũ trụ Ngũ Duy hiện giờ mới hài hòa được như vậy. Nhưng nếu không có ta thì sao? Quan Âm trầm mặc. Nếu không có Diệp Huyên,
chắc chắn ngũ duy sẽ loạn lạc. Bởi vì không một ai đủ khả năng trấn áp nơi đó. Diệp Huyên nói khẽ, ta muốn thiết lập một trận tự mới, ai ai cũng phải tuân theo nó, cho dù ta không ở đây thì vũ trụ ngũ duy cũng sẽ không loạn, ít nhất là trong một khoảng thời gian nhất định. Tất nhiên, trật tự mới chẳng có gì không tốt cả. Ít nhất thì thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn chút. Nếu là lúc trước, chắc chắn hắn sẽ không làm những thứ này. Nhưng hiện giờ, hắn bằng lòng làm chúng. Bởi vì vũ trụ ngũ duy là nơi mà Niệm Tỷ bảo vệ. Diệp Huyên hắn phải bảo vệ vũ trụ ngũ duy, bảo vệ nó cũng chính là bảo vệ Niệm Tỷ. Hắn đã đồng ý với tỷ ấy rồi. Cổ Thần Uyên. Sau khi Tô Khắc quay về Cổ Thần Uyên, ở một đỉnh kim tự tháp, Tô Chiết nhìn Tô Khắc, người nói Ám Uyên muốn giết Diệp Huyên sao? Tô Khắc gật đầu, đúng thế, Diệp công tử không chỉ có đạo kinh, mà còn có quan hệ với vị Tư Đồ Thính Vân kia, mà Ám Uyên và Tư Đồ Thính Vân có mối thù sâu tựa biển, thế nên. Tô Chiết đột nhiên bật cười ha hả, Ám Uyên ơi Ám Uyên, cười chết lão phu mất thôi, không ổn rồi, nghĩ lát đã, ha ha. Tô Khắc. Vũ trụ ngũ duy. Bên trong kiếm điện, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất. Củng cố cảnh giới. Trước đó trong lúc chiến đấu hắn đã đạt tới ngự đạo cảnh, thế nhưng, cảnh giới có chút không ổn định, mà việc hắn phải làm bây giờ chính là củng cố cảnh giới, làm quen với ngự đạo cảnh. Sau khi đạt tới ngự đạo cảnh, hắn cảm thấy thăng cấp lớn nhất chính là thân xác của bản thân. Đây cũng là điều mà hắn không ngờ tới. Cảnh giới hiện giờ của bản thân hắn là ngự đạo, thân xác cũng là ngự đạo cảnh, có thể nói, cho dù không vận dụng ngoại vật, thì hắn cũng vẫn có thể đấu lại cường giả của thành đạo cảnh. Nếu thêm ấn kỳ dị kia, hắn hiện giờ hoàn toàn có khả năng giết chết cường giả cảnh giới thành đạo. Bên trong đại điện, cùng với sự củng cố của Diệp Huyên, khí tức của hắn càng lúc càng ổn định, cuối cùng, khí thế xung quanh người hắn cũng biến mất. Cả người như dung hợp làm một với đất trời. Sau khi đạo đình gia nhập trong vũ trụ ngũ duy, thực lực của vũ trụ ngũ duy mạnh hơn bao giờ hết. Ngoài ra, linh khí của toàn bộ vũ trụ ngũ duy cũng càng lúc càng nồng đậm. Bởi vì vũ trụ ngũ duy không chỉ có linh của đất trời, mà còn có chỗ mạch khoáng siêu cấp mà Diệp Huyên mang về từ ám giới kia. Tác dụng của chỗ mạch khoáng siêu cấp này không chỉ là sản sinh ra tạo hóa thần tinh. Bản thân chỗ mạch khoáng này còn chứa đựng linh khí cực kỳ thuần khiết, mà với sự hiện diện của chỗ mạch khoáng này, linh khí của vũ trụ ngũ duy càng trở nên nồng đậm hơn. Đương nhiên, sở dĩ linh khí của vũ trụ ngũ duy nồng đậm như vậy còn có một lý do khác, đó chính là các cường giả của vũ trụ ngũ duy đều đang bảo vệ giữ gìn. Ở vũ trụ ngũ duy, phá hoại linh khí và bản nguyên là tội nặng. Nói tóm lại, vũ trụ ngũ duy hiện giờ tốt hơn bao giờ hết. Ở đạo chủng chi địa, đám người thượng chủ đang tụ họp. Thượng chủ liếc nhìn đám người La Hầu đang có mặt một cái, cười nói, Diệp Huyên đã hoàn toàn tiếp quản đạo đình, đồng thời còn để người của đạo đình rút khỏi vực thiên giới. Hiện giờ, vực thiên giới đều đã ở trong tay chúng ta rồi. A Khổ Vương trầm giọng nói, đây là chuyện tốt. Thượng chủ cười đáp, quả thực là chuyện tốt. Lúc này, Sĩ Yêu Yêu đột nhiên nói. Diệp Huyên thực sự có thể thiết lập trật tự sao? Thượng chủ nhìn về phía Si Yêu Yêu, cười nói, cô nghĩ sao? Si Yêu Yêu trầm giọng nói, ta nghĩ sợ là có khả năng. Thượng chủ hỏi, sao lại nói vậy? Si Yêu Yêu khẽ nói, bởi vì hắn đủ mạnh, hơn nữa, chỗ dựa phía sau rất vững chắc. Chỗ dựa? Nghe vậy, hiện trường bỗng rơi vào trầm mặc. Diệp Huyên hiện giờ không chỉ có sự ủng hộ của người đứng ở phía sau hắn, mà còn có sự ủng hộ của tiên tổ đạo đình nữa. Lúc này, Sĩ Yêu Yêu lại nói, nếu hắn đạt tới thành đạo cảnh, ta nghĩ, trong thành đạo cảnh, hẳn là chẳng có mấy người là đối thủ của hắn. La Hầu khẽ nhíu mày, hắn vừa mới đạt tới ngự đạo cảnh mà. Sĩ Yêu Yêu lắc đầu, trên đời này, có một số người không thể lý luận theo lẽ thường. La Hầu trầm mặc. Như lời mà Si Yêu Yêu đã nói, có một số người quả thực không thể lý luận theo lẽ thường, chẳng hạn như Diệp Huyên này, cuộc sống này toàn là cú lừa. Có câu con gà tức nhau tiếng gáy. Si Yêu Yêu lại nói,
Bây giờ điều mà chúng ta cần nghĩ là nếu như Diệp Huyên lập trật tự, tới lúc đó, chúng ta có cần phải tuân thủ theo trật tự của hắn không? A Khổ Vương ở một bên khẽ chau mày, hắn thiết lập trật tự của hắn, liên quan gì tới chúng ta chứ? Si Yêu Yêu chỉ cười không nói gì. La Hầu trầm giọng nói, tới lúc đó, sợ rằng không thể thuận theo ý chúng ta nữa rồi. Lúc này, Thượng Chủ ở bên cạnh chợt cười nói, kỳ thực, thiết lập một trật tự hoàn toàn mới cũng không phải là chuyện gì xấu. Đương nhiên, hắn muốn thiết lập một trật tự hoàn toàn mới có thể sẽ không phải là chuyện gì quá khó, thế nhưng, hắn bắt buộc phải giải quyết được hai chuyện. Si Yêu Yêu trầm giọng nói, Ám Uyên, thế giới bà xa. Thượng Chủ gật đầu, Ám Uyên đã cứu đạo tổ, hiển nhiên bọn họ đã lựa chọn nhúng tay vào, đối với thế giới bà xa này, ta tin rằng, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ đạo kinh này, dù sao thì trên người Diệp Huyên đã có 6 quyển, nếu lấy được 6 quyển này từ Diệp Huyên, cộng với quyển mà bọn họ đang có là 7 quyển. Vậy nên, nếu ta đoán không nhầm, thế giới bà xa chắc hẳn là đã phái người tới rồi. La Hầu nhìn về phía Thượng Chủ, vậy chúng ta thì sao? Giờ chúng ta làm gì? Thượng Chủ cười nói, không làm gì cả. Cứ yên lặng quan sát thử xem sẽ chuyện gì xảy ra là được rồi. Chỉ cần chúng ta yên lặng quan sát, bất luận là Diệp Huyên, thế giới bà xa này hay là Ám Uyên, đều sẽ không tới tìm chúng ta để gây phiền phức. Nói đến đây, ông ta khẽ mỉm cười, đương nhiên, chúng ta có thể cung cấp cho Diệp Huyên một vài sự trợ giúp thích đáng. La Hầu nhìn về phía thượng chủ vẫn coi trọng Diệp Huyên. Thượng Chủ cười nói, tại sao lại không coi trọng chứ? Một người mang ách nạn chi nhân trên người có thể sống tới hiện giờ, người tưởng đó chỉ là may mắn sao? La Hầu trầm mặc. Thượng Chủ cười nói, đừng quên mất một người, Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm. Nghe vậy, mặt của mọi người đang có mặt đều biến sắc. Suýt nữa thì quên mất người con gái này. Người con gái này hiện đã được tái sinh, mặc dù đã mất đi trí nhớ và sức mạnh, thế nhưng, ngộ nhỡ nàng ta khôi phục lại trí nhớ thì sao? Phải biết rằng, vũ trụ ngũ duy hiện giờ đã không còn cần nàng ta trấn áp nữa. Một khi nàng ta khôi phục lại trí nhớ, tới lúc đó nàng ta sẽ sở hữu toàn bộ sức mạnh. Mộ Niệm Niệm ở trong loại trạng thái đó. Thế gian này có được mấy người là đối thủ của nàng ta chứ? La Hầu khẽ nói như vậy, Ám Uyên và thế giới bà xa chắc là sẽ không cho Diệp Huyên quá nhiều thời gian. Thượng Chủ đột nhiên đứng dậy, đây không phải là điều chúng ta nên lo lắng, ta đang định tới vũ trụ ngũ duy đi dạo một chút, các ngươi có hứng thú không? La Hầu do dự một chút rồi nói, vậy thì đi dạo một chút. Thượng Chủ cười đáp, đi. Nói xong. Ông ta và mọi người đứng dậy rời đi. Ở nơi nào đó trong tinh không vốn dĩ yên bình bỗng nhiên rung lên, rất nhanh ngay sau đó, ở không gian nào đó trong tinh không đột nhiên nứt ra, tiếp sau đó, một ông già và một cô gái mặc áo xanh bước ra. Sắc mặt hai người đều trắng bệch. Ông già liếc mắt nhìn xung quanh, khẽ nói, để tới nơi này, thật không dễ dàng gì. Hai mắt cô gái áo xanh từ từ nhắm lại. Khí tức của nàng ta rất không ổn định, bởi vì xuyên qua tinh không đã tiêu hao quá nhiều tâm thần và sức mạnh của nàng ta. Một lúc sau, cô gái áo xanh khôi phục lại bình thường. Ông già cười đáp, thấy sao? Cô gái áo xanh vẻ mặt lạnh lùng, vẫn ổn. Ông già gật đầu, ông ta nhìn về phía xa xăm, khẽ nói, nhiều năm chưa ghé lại vũ trụ này rồi. Cô gái áo xanh nói, trưởng lão có thể cảm nhận được khí tức của Diệp Huyên kia. Hai mắt ông già từ từ nhắm lại, một lúc sau, ông ta nhìn về phía bên phải, đang ở vũ trụ ngũ duy kia. Cô gái áo xanh nói, vậy đi thôi. Ông già lại lắc đầu. Cô gái áo xanh nhìn về phía ông già trầm giọng nói, nhà đầu, đừng xem thường người này, mặc dù chưa từng tiếp xúc với người này. Thế nhưng đối phương có thể sở hữu được 5 quyển đạo kinh, vậy thì tuyệt đối không phải là người bình thường. Cô gái áo xanh mặt không cảm xúc, ta không có khinh thường hắn, có điều, ta thấy hắn cũng chẳng có tư cách để ta coi trọng. Ông già lắc đầu, nhà đầu, núi cao còn có núi khác cao hơn, mọi chuyện thận trọng cẩn thận một chút, nhất định không có sai đâu. Cô gái áo xanh không nói gì. Ông già thấp giọng thở dài, trong lòng cảm thấy có chút bất lực.
người con gái trước mặt được coi là một trong ba đại yêu nghiệt của thế giới Bà Sa, nàng ta quả nhiên có căn cứ để kiêu ngạo. Thế nhưng, Diệp Huyên này có thể thu thập được 5 quyển đạo kinh, nhất định cũng không phải người bình thường nha. Hắn có thể sống được tới tận bây giờ, ngoài thực lực của bản thân ra, còn có tính cẩn trọng của hắn nữa. Mọi chuyện đều cẩn trọng. Lúc này, cô gái áo xanh đột nhiên nói, trưởng lão, chúng ta đi gặp Diệp Huyên kia thôi. Trưởng lão gật đầu, đi gặp thôi. Ông ta đối với Diệp Huyên này cũng có chút tò mò. Diệp Huyên này, vậy mà lại có thể thu thập được 2 quyển đạo kinh. Rất nhanh, hai người biến mất trong tinh không. Chấm chấm chấm. Vũ trụ ngũ duy. Cửa phòng Diệp Huyên đóng chặt. Trong khoảng thời gian này, hắn đều đang bế quan tu luyện, cũng không có ai quấy rầy hắn. Điều đáng nói là càng ngày càng có nhiều người trong vũ trụ ngũ duy đột phá đến chứng đạo cảnh. Bởi vì lần này có sự giúp đỡ của đạo đình. Thân là một trong những thế lực hàng đầu, xét về phương diện bồi dưỡng người, đạo đình vẫn không thể so sánh được với vũ trụ ngũ duy hiện giờ. Bởi vì đạo đình có sự kế truyền. Mà vũ trụ ngũ duy thì chẳng có gì, nếu như không phải Diệp Huyên sở hữu nhiều của cải như vậy, cho dù là đám người An Lan Tú cũng không thể đạt tới chứng đạo cảnh, chứ đừng nói tới những người khác. Mà Tiểu Thất đã bắt đầu chạy nước rút để đạt tới ngự đạo cảnh. Đối với thiên phú của Tiểu Thất, ngay cả đám cường giả của đạo đình cũng đều rất sốc. Quá khủng bố rồi. Có thể nói, thiên phú của Tiểu Thất không hề yếu hơn Diệp Huyên. Ở nơi nào đó trong đại điện, Di Tôn đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt ra, ngay sau đó, ông ta trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lại thì đã ở trong tinh không rồi. Đứng trước mặt ông ta là một ông già và cô gái áo xanh. Nhìn thấy Di Tôn, ông già khẽ mỉm cười, các hạ là. Di Tôn hỏi ngược lại, hai người các ngươi là. Ông già cười nói, hai người chúng ta tới từ thế giới Bà Sa, lần này tới là muốn gặp Diệp công tử. Thế giới Bà Sa. Trong lòng Di Tôn trùng xuống, ông ta biết, thế lực này sớm muộn gì cũng xuất hiện, thế nhưng không ngờ đối phương lại xuất hiện nhanh như vậy. Ông già cười nói, không biết có được không. Di Tôn liếc nhìn hai người một cái, sau đó nói, ta đi bẩm báo với đạo chủ một tiếng. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Lúc này, ông già đột nhiên nói, đạo chủ. Di Tôn liếc mắt nhìn ông già một cái, cậu ấy hiện giờ đã là đạo chủ của đạo đình ta. Nói xong ông ta xoay người biến mất trong tinh không. Đạo chủ. Ông già khẽ chau mày, Diệp Huyên này vậy mà đã trở thành chủ của đạo đình rồi. Không phải tin tình báo trước đó nói Diệp Huyên và đạo đình là kẻ thù không đội trời chung sao? Cô gái áo xanh nhìn xuống phía dưới, không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Di Tôn lại một lần nữa xuất hiện trong tinh không, ông ta liếc nhìn ông già và cô gái áo xanh một cái, đạo chủ có lời mời. Nói xong, ông ta giơ tay làm động tác mời. Ông già khẽ gật đầu, làm phiền dẫn đường. Di Tôn gật đầu, sau đó quay người rời đi. Ông già và cô gái áo xanh đi theo sau. Dưới sự dẫn đường của Di Tôn, ông già và cô gái áo xanh đã tới bên trong kiếm điện, bên trong điện chỉ có một mình Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía ông già và cô gái áo xanh, cười nói, hai vị, mời ngồi. Ông già cười nói, Diệp công tử, nghe danh đã lâu. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, các hạ nói đùa rồi. Ông già lại nói, lão phu cũng đi thẳng vào vấn đề luôn. Nghe nói trong tay Diệp công tử có 5 quyển đạo kinh. Diệp Huyên gật đầu, phải. Ông già cười nói, Diệp công tử, đạo kinh đó là đồ của Bà Sa Tông ta, không biết Diệp công tử có thể trả lại không? Đồ của Bà Sa Tông. Diệp Huyên chớp chớp mắt, các hạ, ông chắc chứ? Ông già nghiêm túc nói, quả thực là đồ của Bà Sa Tông ta. Mong Diệp công tử trả lại. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, các người tới trễ rồi. Ông già hơi nhíu mày, ý gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, 5 quyển đạo kinh đã bị người của ám giới cướp đi rồi. Di Tôn, đã bị ám giới cướp đi rồi. Bên trong điện, nghe được lời này của Diệp Huyên, ông già khẽ chau mày, thật sao? Diệp Huyên gật đầu, thật.
Nếu các hạ đi điều tra một chút thì sẽ biết thôi, đạo tổ đã liên thủ với ám giới. Hiện giờ trong tay bọn họ có rất nhiều đạo kinh, nếu như các hạ muốn biết, hoàn toàn có thể tới tìm ám giới. Ông già trầm mặc. Cô gái áo xanh đột nhiên nói, nghe nói người hiện giờ là đệ nhất thiên tài của vũ trụ này. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái áo xanh, cười nói, cô nương nói đùa rồi. Cô gái áo xanh nhìn Diệp Huyên, so tài thử không? Diệp Huyên vội lắc đầu, không, không. Cô gái áo xanh khẽ nhíu mày, sao thế? Diệp Huyên cười khổ, cô nương, nơi này của bọn ta, sao có thể so được với thế giới bà xa chứ? Đệ nhất thiên tài ở nơi này của bọn ta, đối với thế giới bà xa mà nói, sợ chỉ là một trò đùa. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp, hơn nữa, ta thấy khí tức của cô nương hùng hậu, e là đã đạt tới thành đạo cảnh rồi nhỉ? Cô gái áo xanh liếc nhìn Diệp Huyên một cái, khẽ gật đầu. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên bỗng trở nên ngưng trọng lại, hắn cung tay làm lễ, thành đạo cảnh trẻ tuổi như vậy, đúng là hiếm thấy trên đời. Vẻ mặt cô gái áo xanh bình thản, ở thế giới bà xa, thành đạo cảnh trẻ tuổi, tuy không phải khắp nơi đều có, nhưng cũng không phải là ít. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó nói, không biết cô nương đạt tới chứng đạo cảnh từ khi nào. Cô gái áo xanh nhìn Diệp Huyên, 16 tuổi đạt tới ngự đạo, 18 tuổi đạt tới thành đạo, hiện giờ 20. Nghe vậy, Diệp Huyên hơi sững người, sau đó kinh ngạc nói, 18 tuổi đã đạt tới thành đạo cảnh. Cô gái áo xanh gật đầu, phải. Sao thế, ngươi nhìn có vẻ như rất sốc. Diệp Huyên cười khổ, cô nương, lúc ta 18 tuổi còn chưa đạt tới chứng đạo cảnh nữa, đúng là núi cao còn có núi khác cao hơn mà. Cô gái áo xanh liếc nhìn Diệp Huyên một cái, chớ có nhụt chí, ngươi cũng không tồi đâu. Diệp Huyên lắc đầu liên tục, ở vũ trụ này, có lẽ ta còn được coi là không tồi, nếu thả tới thế giới kia của cô nương, e là sẽ chẳng là cái gì cả. 2. Bờ môi cô gái áo xanh khẽ động, không biết nên nói gì. Nàng ta quả thực không giỏi an ủi người khác. Ông già ở một bên liếc nhìn Diệp Huyên một cái, không biết đang suy nghĩ gì. Di Tôn cũng liếc nhìn Diệp Huyên một cái, vẻ mặt có chút cổ quái. Lúc này, Diệp Huyên nhìn về phía cô gái áo xanh, không biết cô nương xưng hô thế nào. Cô gái áo xanh do dự một chút, sau đó nói, Huyền Sơ. Diệp Huyên cung tay làm lễ, Huyền Sơ cô nương, nếu không chê, ta muốn thỉnh giáo cô một vài vấn đề của võ đạo. Huyền Sơ nhìn về phía ông già cười nói, Diệp công tử. Nếu đạo kinh đã không ở trong tay ngươi, vậy thì chúng ta phải đi rồi. Còn về chuyện thỉnh giáo, sau này nếu có cơ hội, hai người các ngươi có thể nghiên cứu thảo luận một phen. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, vẻ mặt thất vọng. Huyền Sơ liếc nhìn Diệp Huyên một cái, đang định nói thì ông già ở một bên đột nhiên nói, Diệp công tử, bọn ta đi đây. Nói xong, ông ta dẫn Huyền Sơ xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyên liền vội nói với theo, cô nương xin dừng bước. Huyền Sơ nhìn về phía Diệp Huyên nhanh bước tới trước mặt Huyền Sơ, hắn do dự một chút, sau đó nói, Huyền Sơ cô nương, cô còn quay lại đây không? Huyền Sơ, Di Tôn, ông già ở một bên liếc nhìn Diệp Huyên một cái, vẻ mặt có chút khó coi. Mẹ kiếp, tên tiểu tử này có mục đích không trong sáng mà. Huyền Sơ đang định nói. Thì ông già đột nhiên lên tiếng, Diệp công tử, bọn ta không quay lại đâu. Giọng điệu rất bình thản, lộ ra một tia lạnh lùng. Diệp Huyên hơi ngây người, sau đó nhìn về phía Huyền Sơ, hắn đang định nói, thì ông già đột nhiên nói, Diệp công tử, bọn ta còn có chuyện, cáo từ. Nói xong, ông ta trực tiếp dẫn Huyền Sơ rời đi. Diệp Huyên vẫn còn đang muốn nói gì đó. Nhưng ông già đã trực tiếp dẫn Huyền Sơ biến mất rồi. Diệp Huyên ngây người, một lúc sau, hắn quay đầu lại nhìn về phía Di Tôn, ta rất đáng sợ sao. Di Tôn do dự một chút, hơi hơi. Lúc này ông ta có chút cảm khái, chẳng trách Bạch Đế Tử đấu không lại cái tên này. Cái tên này đúng là không biết xấu hổ mà. Kỳ thực, ông ta đối với Diệp Huyên vẫn là có chút bội phục. Bởi vì Diệp Huyên chỉ với dăm ba câu đã hóa giải nguy cơ này. Chí ít là tạm thời đã hóa giải.
Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên rời khỏi đại điện. Bên ngoài điện, Niệm Niệm xuất hiện ở bên cạnh Diệp Huyên, Niệm Niệm quay đầu lại nhìn về phía Diệp Huyên, cười hi hi một tiếng, hôm nay chúng ta đi đâu chơi dạ? Diệp Huyên cười ha ha một tiếng, cho tỉ chọn. Niệm Niệm chớp mắt, nướng cá trước đã. Nghe vậy, Diệp Huyên bỗng cười phá lên. Nướng cá. Rất nhanh, Diệp Huyên kéo tay Niệm Niệm biến mất ở phía xa xăm. Trong tinh không, Huyên Sơ và ông già nhìn xuống phía dưới, không biết đang nghĩ gì. Ông già đột nhiên lên tiếng, Huyên Sơ, cô tin đạo kinh đó đang nằm trong tay ám giới sao? Huyền Sơ khẽ nói, chắc là thật đó. Ông già có chút không hiểu, tại sao? Huyền Sơ nhìn xuống dưới, nói, tên này không giống như kẻ biết nói dối. Ông già. Huyền Sơ lại nói, đi ám giới. Ông già lắc đầu, ám giới này không giống với vũ trụ ngũ duy, nơi đó không có đơn giản như vậy. Huyền Sơ nhìn về phía ông già, đợi. Ông già suy nghĩ một chút, sau đó nói, đợi ta đi điều tra một chuyến, tìm hiểu đầu đuôi sự tình. Huyền Sơ gật đầu, được. Ông già liếc nhìn Huyền Sơ một cái, ông ta do dự một chút, sau đó nói, nhà đầu, cô thấy Diệp Huyên này thế nào? Huyền Sơ nhìn về phía ông già, sao trưởng lão lại hỏi như vậy? Ông già đáp, thì hỏi thôi. Huyền Sơ trầm mặc một lúc, rồi nói, là một tên không tồi. Nghe vậy, sắc mặt ông già sa sầm xuống, nhà đầu, theo ta thấy, Diệp Huyên này có khả năng không phải là loại tốt lành gì, hơn nữa, tên này có chút làm màu, cô phải cẩn thận đề phòng. Vẻ mặt Huyền Sơ bình thản, trưởng lão đang muốn nói gì? Ông già do dự một chút, sau đó nói, nhà đầu, cô là thiên tài yêu nghiệt nhất của bà Sa Tông ta, cũng là tông chủ đời kế tiếp của bà Sa Tông ta, đương nhiên, điều này không có nghĩa cô phải tuyệt tình tuyệt ái, thế nhưng, người mà cô chọn, nhất định phải là người xuất chúng, còn Diệp Huyên này. Nói đoạn, ông ta lắc đầu, Diệp Huyên này, mặc dù cũng không phải là quá kém, thế nhưng không xứng với cô. Huyền Sơ nhìn ông già, trưởng lão có phải đã nghĩ hơi nhiều rồi không? Ông già thấp giọng thở dài, không phải ta nghĩ nhiều, mà là Diệp Huyên này nhìn phát biết ngay là công tử bột, bất luận thế nào, Huyền Sơ bớt tiếp xúc với tên này thì hơn. Huyền Sơ nhìn xuống bên dưới, vẻ mặt bình thản, trưởng lão, một người có thể trở thành đạo chủ, hơn nữa còn quản lý vũ trụ ngũ duy tốt như vậy, sẽ không quá tệ đâu. Nói đoạn, nàng ta nhìn về phía ông già, trưởng lão nhìn người, đừng có phiến diện như vậy. Ông già cười khổ, nhà đầu, ta không có khinh thường hắn, chỉ là, tên công tử bột này, đối với cô lại có ý cố ý lấy lòng, ta thấy. Huyền Sơ lắc đầu, trưởng lão, theo như ông thấy thì hắn nịnh hót ta, thế nhưng theo như ta cảm thấy hắn là một người khiêm tốt, biết tiết chế. Ông già. Huyền Sơ lại nói, trưởng lão đừng quên, hắn là một kiếm tu. Kiếm tu. Ông già trầm mặc. Không thể không nói, cái tên kiếm tu này với kiếm tu mà ông ta nghĩ không giống nhau cho lắm. Đúng lúc này. Một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ông già và Huyền Sơ. Chính là Liên Tôn của ám giới. Liên Tôn cung tay hành lễ, cười nói, hai vị chắc là tới từ thế giới bà Sa đúng không? Ông già nhìn Liên Tôn, người của ám giới. Liên Tôn cười đáp, đúng vậy. Ông già mặt không cảm xúc, có chuyện gì? Liên Tôn gật đầu, các hạ, chỉ bằng chúng ta hợp tác. Ông già khẽ chau mày, hợp tác. Liên Tôn cười nói, tên Diệp Huyên đó không đơn giản, đằng sau hắn không chỉ có cường giả thần bí, còn có chút nguồn gốc với cổ thần Huyên, điều quan trọng nhất là. Ông già đột nhiên ngắt lời Liên Tôn, đạo kinh chẳng phải đang ở trong tay ám giới các ngươi sao? Liên Tôn hơi ngây người, sau đó nói, ai nói thế? Ông già đáp, Diệp Huyên. Diệp Huyên. Liên Tôn. Ông già lại nói, sao, không ở trong tay ám giới ngươi? Liên Tôn trầm giọng nói, thực không dám giấu, ám giới ta có 2 quyển đạo kinh, còn trong tay Diệp Huyên có tận 6 quyển đạo kinh. Ông già khẽ chau mày, hắn nói đều đã bị các ngươi cướp đi mất rồi. Liên Tôn lắc đầu, hắn nói bậy. Sắc mặt của ông già có chút khó coi.
Diệp Huyền này lừa ta. Lúc này, Huyền Sơ ở một bên bỗng lên tiếng, người nói, trong tay hắn có 6 quyển đạo kinh. Liên Tôn gật đầu, đúng vậy. Huyền Sơ nhìn Liên Tôn, tại sao các ngươi không ra tay cướp lại? Ông già nhìn về phía Huyền Sơ, nhà đầu, đây dường như không phải là trọng điểm là Diệp Huyền đó đã lừa chúng ta. Huyền Sơ nhìn về phía ông già, tại sao không phải là ám giới này đang lừa chúng ta chứ? Ông già, Liên Tôn đột nhiên nói, xem ra cô nương không hiểu gì về cái tên Diệp Huyền này, tên này nổi tiếng kịch bợm, nếu như công nương tìm hiểu về hắn nhiều hơn thì sẽ biết ai mới đang là kẻ nói dối. Huyền Sơ nhìn Liên Tôn. Nếu như trong tay hắn có 6 quyển đạo kinh, vậy thì tại sao ám giới ngươi không ra tay cướp lại? Liên Tôn cười nói, ta nói rồi, Diệp Huyền này không đơn giản. Huyền Sơ lại nói, ngươi muốn liên thủ với bọn ta để đoạt lại đạo kinh này. Liên Tôn gật đầu, phải. Huyền Sơ hỏi, sau khi đoạt được đạo kinh thì sao? Liên Tôn cười nói, vấn đề này, tại sao không đợi sau khi chúng ta đoạt được rồi bàn sau chứ? Huyền Sơ không nói gì nữa, đồng thời nhìn về phía ông già. Ông già trầm mặc một lúc, rồi nói, các hạ, ta không biết giữa ngươi và Diệp Huyền ai mới là người đang nói thật, bọn ta sẽ đi điều tra thử, còn về chuyện hợp tác, thì tạm thời không nói nữa. Nói xong, ông ta và Huyền Sơ xoay người rời đi. Trong tinh không, Liên Tôn trầm mặc một lúc, rồi khẽ nói, Diệp Huyền, ngươi có thể có liêm sỉ một chút được không? Ám giới ta cướp đạo kinh của ngươi từ lúc nào chứ? Cổ thần Uyên. Ở nơi nào đó trên đỉnh kim tự tháp, Tô Chiết đột nhiên nói, gần đây ám giới có thể sẽ có hành động lớn. Tô Khắc ở bên cạnh Tô Chiết trầm giọng nói, sao lại nói vậy? Tô Chiết quay đầu lại nhìn một cái, sau đó nói, có rất nhiều khí tức lớn mạnh tới từ ám Uyên. Nghe vậy, sắc mặt của Tô Khắc xa sầm, có cần ngăn cản bọn họ không? Tô Chiết lắc đầu, cản làm gì chứ? Tô Khắc có chút không hiểu, không ngăn cản. Hai mắt Tô Chiết từ từ nhắm lại, không cản, để bọn họ tiếp tục làm càng gắt càng tốt. Tô Khắc. Tô Khắc thấp giọng nói, người muốn mượn sức cô gái váy trắng tiêu diệt ám Uyên. Nghe vậy, Tô Chiết mở bừng hai mắt, lão ta im lặng một lúc lâu, nhẹ giọng nói, chúng ta và ám Uyên đã rằng co hơn 10 vạn năm rồi. 10 vạn năm nay, cổ thần Uyên chúng ta đã tổn thất biết bao nhiêu người rồi chứ? Tô Khắc im lặng. Tô Chiết lại nói, 10 vạn năm nay, chúng ta đôi bên ai cũng không làm gì được ai, nhưng bây giờ, trận đánh dây dưa này cũng phải kết thúc rồi. Tô Khắc trầm giọng, vị tiền bối kia thực sự có thể tiêu diệt được ám Uyên sao? Tô Chiết ngẩng đầu nhìn tinh không sâu thẳm, đừng nói là tiêu diệt ám Uyên. Dù cổ thần Uyên ta và ám Uyên có liên thủ thì e rằng cũng không phải đối thủ của nàng ta. Vẻ mặt Tô Khắc nghiêm trọng, thật sự mạnh đến vậy. Ánh mắt Tô Chiết có chút mờ mịt, ngươi chưa từng đối mắt với nàng ta, ngươi không biết được ở trước mặt nàng ta thì chúng ta có cảm giác gì cả. Là tuyệt vọng cùng cực. Cô gái váy trắng mạnh đến mức khiến ông ta tuyệt vọng. Lúc này, Tô Chiết đột nhiên cười nói, thực không ngờ. Ám Uyên này lại muốn giết Diệp Huyền, xem ra là trời muốn diệt Ám Uyên rồi. Nói rồi, lão ta nhìn Tô Khắc, ngươi có thể tiếp xúc với Diệp công tử thử xem, giúp đỡ ông ta đôi chút. Tô Khắc gật đầu, hiểu rồi. Như nghĩ đến gì đó, Tô Khắc lại nói, theo ta biết thì vị Liên Tôn kia cũng đang điều tra cô gái váy trắng. Tô Chiết cười nói, cứ để ông ta điều tra đi. Dù sao cũng không dò la ra được gì. Cô gái váy trắng mạnh thế nào, trước mặt người của cổ thần Uyên cũng biết chút ít, nhưng cổ thần Uyên sẽ nói cho ám Uyên biết sao? Đương nhiên là không. Tô Khắc lại nói, còn có thế giới bà Sa. Nghe vậy, Tô Chiết chợt trầm ngâm. Thế giới bà Sa này, ngay cả cổ thần Uyên cũng không thể không để tâm. Một lúc sau, Tô Chiết nói, nếu Diệp công tử gặp nguy hiểm thì không được tiếc bất cứ giá nào bảo vệ được hắn. Tô Khắc nhìn Tô Chiết, không tiếc giá nào. Tô Chiết gật đầu, không tiếc bất cứ giá nào. Tô Khắc trầm mặc. Tô Chiết nói, vị Diệp công tử này, cổ thần Uyên ta đã thỏa thuận rồi. Tô Khắc. Ở một nơi trong tinh không,
Liên Tôn đang ngồi xếp bằng trong tinh không, cả người tựa như hợp một thể với tinh không. Bên cạnh ông ta là Đạo Tổ. Hiện tại, Đạo Tổ đã khôi phục lại thân xác. Lúc này, Liên Tôn mở mắt, ông ta nhìn vũ trụ ngũ duy bên dưới, cười nói, Đạo Tổ, bây giờ đang nghĩ gì? Vẻ mặt Đạo Tổ vô cảm, không nói gì. Đạo Đình bây giờ đã đi vào vũ trụ ngũ duy, ông ta có thể có suy nghĩ gì chứ? Có Tiên Tổ Đạo Đình trợ giúp, không ai trong Đạo Đình lại không xem ông ta là Đạo Tổ cả. Liên Tôn chợt nói, Đạo Tổ, lúc trước Đạo Đình ngươi từng điều tra Diệp Huyên, vậy có biết cô gái váy trắng sau lưng ông ta rốt cuộc là thần thánh phương nào không? Đạo Tổ lắc đầu, không biết. Liên Tôn nhíu mày nghi ngờ, không biết. Đạo Tổ gật đầu, người này quá thần bí, chỉ biết nàng ta giết người thông thường chỉ cần dùng một kiếm. Một kiếm. Liên Tôn cười nói, thú vị đấy. Đạo Tổ lắc đầu, thực lực cô gái này rất có khả năng trên cả thành đạo. Liên Tôn nhẹ giọng nói, trên cả thành đạo, chắc chắn sao? Đạo Tổ lắc đầu, không chắc, bởi vì ta chưa từng tiếp xúc trực tiếp với người này. Liên Tôn im lặng một lúc sau đó nói, làm sao tìm được người này? Đạo Tổ nhìn Liên Tôn, người muốn tìm nàng ta. Liên Tôn đứng dậy, ông ta nhìn xuống bên dưới, người này là người bảo vệ của Diệp Huyên. Đương nhiên phải tìm hiểu rõ lai lịch và thực lực thực sự của nàng ta, nếu không, nàng ta cũng giống như cái gai trong cổ áo nguyên ta. Nói rồi, ông ta nhìn Đạo Tổ thế nào, có hứng thú đi gặp người này không? Đạo Tổ khẽ nhíu mày, ta. Liên Tôn cười nói, đúng vậy. Đạo Tổ trầm mặc. Liên Tôn cười nói, với thực lực của ngươi, dù không đọ được với đối phương, nhưng để rút lui an toàn thì hẳn không quá khó khăn. Đương nhiên, nếu ngươi sợ thì cũng không sao, ta cử người khác đi. Đạo Tổ lạnh giọng nói, không cần người khác, đích thân ta đi. Ta cũng muốn xem rốt cuộc người này mạnh đến đâu, nhưng ta cũng không biết người này ở đâu. Liên Tôn nói, không phải lúc trước Đạo Đình ngươi có người từng tìm được nàng rồi sao? Đạo Tổ trầm giọng nói, đó là do thần thông thiên phú của hai người họ. Mà bây giờ hai người họ đều đã ngã xuống cả rồi. Liên Tôn ngẫm nghĩ, sau đó nói, chuyện này đơn giản. Vừa dứt lời, một ông lão đột nhiên xuất hiện phái sau ông ta. Ông lão ăn mặc có phần sặc sỡ, trên người treo đầy tiền đồng, tay trái ông ta cầm một cây gỗ dài, còn tay phải thì cầm một cái mai rùa. Liên Tôn cười nói, tiên sư, làm phiền rồi. Ông lão khẽ gật đầu, ông ta chậm rãi nhắm mắt lại, rất nhanh sau đó, tiền đồng trên người ông ta bỗng dao động dữ dội. Thấy vậy, Đạo Tổ khẽ nhíu mày, đây là xem quẻ sao? Liên Tôn cười nói, đúng vậy, nhưng không phải xem quẻ bình thường, mà là thuật bói toán trong ám kinh. Đạo Tổ đang muốn nói gì đó thì lúc ấy, ông lão đột nhiên mở bừng mắt, ông ta nhìn tinh không sâu thẳm, mày nhíu chặt. Liên Tôn hỏi, sao rồi? Tiên sư khàn giọng nói, ở một nơi rất rất xa. Đạo Tổ nhíu mày, xa thế nào? Tiên sư trầm giọng nói, cực xa. Đạo Tổ nhìn Liên Tôn nhẹ giọng nói, rất xa, đối phương không phải là người bảo vệ của Diệp Huyên sao? Tại sao lại cách xa như vậy? Hay là, đối phương có mục đích gì? Đạo Tổ trầm giọng nói, có thể có mục đích gì đó. Nói rồi, ông ta nhìn tiên sư, có thể đuổi theo người này được không? Tiên sư im lặng một lúc rồi nói, có thể thử xem. Nói rồi, ông ta mở lòng bàn tay, một đồng tiền màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay, ông ta lấy đồng tiền đó đưa cho Đạo Tổ, vậy này sẽ chỉ dẫn cho ngươi. Đạo Tổ gật đầu, nhận lấy đồng tiền, mà lúc này Liên Tôn đột nhiên lên tiếng, Đạo Tổ, lần này đi tìm cô gái này, chủ yếu thăm dò là chính, nếu không thể địch lại thì không cần đối đầu, bảo vệ bản thân là quan trọng nhất. Đạo Tổ nhận lấy đồng tiền, lạnh nhạt nói, yên tâm. Chỉ cần để ta thấy người này thì ta sẽ biết được thực lực của người này. Nói rồi, ông ta ngừng lại rồi nói tiếp, cho dù không phải đối thủ của nàng ta, nhưng nếu ta muốn trốn thì chút tự tin này ta vẫn có đầy. Liên Tôn gật đầu, bất kể ra sao, thì vẫn nên cẩn thận. Đạo Tổ gật đầu, không nói gì thêm, quay người rời đi, ngay sau đó, ông ta lập tức biến mất trong tinh không mênh mông.
Sau khi đạo tổ rời đi, Liên Tôn chợt nhìn sang tiên sư, chuyến này đi, là nguy hay may? Tiên sư im lặng. Liên Tôn nhíu mày, không biết hay là không thể nói. Tiên sư lắc đầu, không biết. Nói rồi, ông ta thấp giọng thở dài, cô gái này sợ rằng không đơn giản như vậy. Liên Tôn hỏi, sao lại nói vậy? Tiên sư khẽ lắc đầu, lúc ta tìm kiếm người này, trong lòng luôn có cảm giác bất an, chuyện như vậy trước đây chưa từng có. Nói xong, ông ta ngẩng đầu nhìn tinh không xa thẳm, ánh mắt có chút lo lắng, ông ta đi lần này, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Lành ít dữ nhiều. Liên Tôn ngẩng đầu nhìn tinh không, cười nói, ngược lại ta có chút hiếu kỳ rốt cuộc nàng ta mạnh đến nhường nào. Nói rồi, ông ta như nghĩ đến gì đó, lắc đầu khẽ cười, giết người chỉ dùng một kiếm, nghe ra thì rất lợi hại. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Trong vũ trụ ngũ duy. Trong đạo thành, Diệp Huyên dẫn theo Niệm Niệm chậm rãi dạo phố, tay trái Niệm Niệm đang cầm một con cá nướng nhỏ, còn tay phải thì cầm kẹo hồ lô. Cả đường, Niệm Niệm không ngừng tò mò quan sát khắp nơi. Diệp Huyên nhìn Niệm Niệm bên cạnh, khẽ cười, thật ra, hắn không muốn Niệm Niệm hồi phục ký ức nhanh như vậy, bởi vì Niệm Niệm bây giờ không bị gánh nặng gì, mà nàng rất vui vẻ. Đương nhiên, nếu có thể hồi phục ký ức thì cũng là chuyện tốt. Lúc này, Niệm Niệm đột nhiên kéo tay Diệp Huyên chỉ tiệm mì cách đó không xa. Diệp Huyên cười ha ha, đi, đi ăn mì. Niệm Niệm vội vàng gật đầu. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống. Diệp Huyên nhìn ông chủ phía xa, cười nói, hai tô mì. Ở phía xa, ông chủ cười nói, được. Không lâu sau, tiểu nhị bưng hai tô mì để trước mặt hai người. Diệp Huyên nhìn hai tô mì trước mặt, im lặng. Lúc này, hắn lại nhớ đến Diệp Liên. Liên Nhi. Bây giờ muội đang ở nơi nào rồi? Lúc này, Niệm Niệm chợt nói, sao vậy? Diệp Huyên không nghĩ nữa. Cười nói, không có gì. Ăn mì đi. Niệm Niệm đang định nói thì lúc này, một cô gái đột nhiên đi đến bên cạnh hai người. Người đến chính là Huyền Sơ. Huyền Sơ trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Diệp Huyên, Diệp Huyên sửng sốt, sau đó cười nói, Huyền Sơ cô nương. Lại gặp mặt rồi. Huyền Sơ nhìn Diệp Huyên, đạo kinh trong tay ngươi, có đúng không? Diệp Huyên cười nói, xem ra. Huyền Sơ cô nương đã gặp ám giới rồi. Vẻ mặt Huyền Sơ vô cảm, tại sao lại gạt người? Diệp Huyên trầm mặc. Huyền Sơ nhìn Diệp Huyên, lại hỏi, tại sao lại gạt ta? Diệp Huyên cười khổ, Huyền Sơ cô nương, nếu cô là ta, cô sẽ làm thế nào? Sắc mặt Huyền Sơ lạnh lẽo, không nói gì. Diệp Huyên lại nói, cô mạnh như vậy, nếu ta không dùng cách này, thì cô và vị trưởng lão kia của cô sẽ tha cho ta sao? Chắc chắn là không rồi. Huyền Sơ nói, đạo kinh kia là của bà Sa Tông. Diệp Huyên nhếch miệng, cô chắc chắn. Huyền Sơ khẽ nhíu mày, người có ý gì? Diệp Huyên cười nói, theo ta biết, đạo kinh này là từ thế giới bà Sa truyền ra, chứ không phải thuộc về bà Sa Tông, có đúng không? Huyền Sơ lắc đầu, người nên biết, vật này ở trên người ngươi. Sẽ chỉ mang lại cho ngươi tai họa cho ngươi mà thôi. Diệp Huyên đột nhiên nói, các người và ám giới hợp tác với nhau rồi sao? Huyền Sơ lắc đầu, không có, nhưng trưởng lão rất có khả năng sẽ hợp tác với bọn họ. Diệp Huyên bỗng nói, Huyền Sơ, chỉ bằng chúng ta hợp tác đi. Huyền Sơ nhìn Diệp Huyên, chúng ta hợp tác. Diệp Huyên gật đầu, chúng ta hợp tác, cùng đối phó với ám giới. Huyền Sơ nhìn Diệp Huyên, trưởng lão sẽ không hợp tác với ngươi. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao? Huyền Sơ nói, bởi vì thực lực của ngươi yếu hơn ám giới. Diệp Huyên. Huyền Sơ lại nói, hơn nữa, đạo kinh của ngươi nhiều hơn ám giới. Nói rồi, nàng ta chợt dừng lại, rồi nói tiếp, ta có thể xem những đạo kinh kia không? Diệp Huyên cười nói, đương nhiên có thể. Nói xong, hắn vung tay phải, sáu cuốn đạo kinh xuất hiện trước mặt Huyền Sơ. Huyền Sơ sừng người, cứ vậy cho mình coi sao. Huyền Sơ nhìn Diệp Huyên, tại sao lại tin ta như vậy? Diệp Huyên cười nói, ta xem cô như bạn bè.
Hơn nữa, cô là yêu nghiệt siêu cấp của thế giới Bà Sa, chắc chắn sẽ không làm những chuyện hèn mọn, đúng chứ? Đương nhiên, nếu cô cướp đi thì xem như Diệp Huyên ta mắt như mù, nhìn nhầm người, ta nhận sai. Huyền Sơ im lặng. Huyền Sơ nhìn Diệp Huyên, người đang chơi chiến thuật với ta sao? Diệp Huyên cười nói, Huyền Sơ cô nương, đạo kinh trước mặt cô là giả sao? Huyền Sơ nhìn 6 cuốn đạo kinh, một lúc sau, nàng ta nhẹ giọng nói, là thật. Diệp Huyên hỏi lại, vậy cô có thể đưa đạo kinh của thế giới Bà Sa cho ta xem không? Cho dù cô lừa ta cũng được. Huyền Sơ im lặng một lúc, khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói, xin lỗi, ta không thể cho ngươi xem. Diệp Huyên khẽ cười, không sao, cô cứ xem của ta trước đi. Huyền Sơ do dự chốc lát rồi lắc đầu, nàng ta trả lại 6 cuốn đạo kinh đến trước mặt Diệp Huyên, không xem nữa. Nói rồi, nàng ta đứng dậy rời đi. Lúc này, Diệp Huyên chợt nói, tại sao lại không xem? Huyền Sơ dừng bước, nàng ta nhìn Diệp Huyên, cuốn đạo kinh kia của Bà Sa Tông là chí bảo của tông môn, không được tông chủ cho phép, ta không thể cho người khác xem. Diệp Huyên cười nói, bởi vì cô không thể cho ta xem, nên cô không xem của ta luôn sao? Huyền Sơ gật đầu. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, cô không hiếu kỳ mấy cuốn đạo kinh này sao? Vẻ mặt Huyền Sơ bình tĩnh, hiếu kỳ, nhưng, ta không muốn nợ ngươi. Diệp Huyên cười nói, như vậy có được không, ta đưa những cuốn đạo kinh này cho cô xem, sau đó cô chỉ giáo ta một vài chuyện đi. Huyền Sơ im lặng. Diệp Huyên khẽ cười, yên tâm, không phải chuyện gì làm khó cô đâu. Huyền Sơ gật đầu, có thể. Nói rồi, Huyền Sơ lại ngồi xuống đối diện Diệp Huyên. Như phát hiện ra gì đó, nàng ta đột nhiên nhìn Niệm Niệm, Niệm Niệm đang bưng tô canh, khi thấy Huyền Sơ nhìn đến, cô bé vội vàng bỏ tô xuống, nhếch miệng cười. Huyền Sơ do dự chốc lát, sau đó khẽ gật đầu. Nàng ta biết thân phận của Niệm Niệm, vì trước khi đến nàng ta đã điều tra Diệp Huyên và Vũ Trụ Ngũ Duy. Niệm Niệm cười ha ha, tỷ tỷ, tỷ cũng muốn ăn mì sao? Huyền Sơ lắc đầu, không, ngươi ăn đi. Niệm Niệm gật đầu, tiếp tục ăn mì của mình. Diệp Huyên nhìn Niệm Niệm, lắc đầu khẽ cười. Hắn phát hiện, Niệm Niệm này là một nhóc háu ăn. Cô bé bây giờ không chỉ thích ăn cá, mà còn thích ăn kẹp hồ lô, ăn đủ các loại thức ăn. Huyền Sơ cầm đạo kinh trước mặt Diệp Huyên lên xem, qua một lúc lâu, nàng ta nhìn Diệp Huyên, người biết bí mật của đạo kinh không? Diệp Huyên chợt rùng mình trong lòng, không lẽ nàng ta biết võ học đạo kinh sao? Lúc này, Huyền Sơ muốn nói lại thôi. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, cô muốn nói gì? Huyền Sơ ngẫm nghĩ, sau đó nói, thôi vậy, xem như trả ân tình cho ngươi vậy, trong mỗi cuốn đạo kinh đều có một võ học đạo kinh và tâm pháp đạo kinh. Võ học và tâm phúc này là võ học và tâm pháp cao cấp nhất được biết đến nay. Tâm pháp. Vẻ mặt Diệp Huyên sửng sốt. Võ học đạo kinh thì hắn biết, nhưng tâm pháp này thì hắn không hề biết. Lúc này, giọng nói Diệp Chi Mệnh đột nhiên vang lên, ta cũng không biết. Diệp Huyên gật đầu, nói trong lòng, đương nhiên ta tin Chi Mệnh cô rồi. Xem ra, đạo kinh này không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Huyền Sơ đưa những cuốn đạo kinh đó đến trước mặt Diệp Huyên, ta đã ghi nhớ hết võ học và tâm pháp của mấy quyển đạo kinh này rồi. Nói rồi, nàng ta chợt dừng lại rồi nói tiếp, trong đó có hai võ học rất hợp với ngươi, một là đạo quyền và đạo thể. Diệp Huyên trầm mặc. Huyền Sơ nhìn Diệp Huyên, người rất bình tĩnh. Nói đến đây, nàng ta khẽ nheo hai mắt, người đã học rồi. Diệp Huyên gật đầu, thực không giấu gì. Ta đã học rồi. Huyền Sơ trầm mặc. Diệp Huyên cười nói, Huyền Sơ, cô nói mỗi đạo kinh này đều có tâm pháp, ta chỉ biết võ học đạo kinh, nhưng không biết tâm pháp này, cô có thể nói cho ta biết không? Huyền Sơ im lặng. Diệp Huyên không nói gì, tên này, hở tí lại không nói gì rồi. Đột nhiên Huyền Sơ lại nói, có thể. Nói rồi, nàng ta điểm ngón tay. Một luồng sáng trắng đi vào giữa hàng mày Diệp Huyên, rất nhanh sau đó, hàng loạt thông tin đã đi vào trong đầu Diệp Huyên. Là tâm pháp của mỗi cuốn đạo kinh. Dần dần, vẻ mặt Diệp Huyên chợt thay đổi.
Sau khi hắn biết được những tâm pháp này, Diệp Huyên mới phát hiện, thì ra mình đã nhầm rồi. Nhầm lẫn quá lớn. Uy lực của những võ học đạo kinh này vô cùng mạnh, nhưng nếu không có tâm pháp bổ trợ, thì uy lực chỉ có thể nói ở mức bình thường, còn nếu có tâm pháp trợ giúp, thì uy lực mới thật sự là hủy thiên diệt địa. Giống như so với đạo quyền của hắn, nếu có tâm pháp bổ trợ, uy lực ít nhiều có thể tăng lên gấp bội. Lúc này, hắn mới phát hiện võ học và tâm pháp đạo kinh thật đáng sợ. Tâm pháp mới là mấu chốt vấn đề. Mà đạo thể của hắn cũng có tâm pháp, nếu phối hợp với tâm pháp. Lúc này, Diệp Huyên rất phấn khích, rất kích động. Đột nhiên Huyền Sơ nói, người có nguyện ý bỏ qua những cuốn đạo kinh này không? Diệp Huyên cười nói, sao lại hỏi vậy? Huyền Sơ nhìn Diệp Huyên, nếu người nguyện ý bỏ qua 6 cuốn đạo kinh này, ta có thể đưa ngươi đến Bà Sa Tông. Với thiên phú của ngươi, chắc chắn sẽ được xem trọng, vũ đài bên kia lớn hơn, tài nguyên tu luyện bên này cũng không thể sánh bằng. Ngoài ra, nếu ngươi nguyện ý gia nhập Bà Sa Tông, ngươi có thể xem một cuốn đạo kinh cuối cùng. Diệp Huyên lắc đầu. Huyền Sơ nói, ngươi từ chối. Diệp Huyên gật đầu, hắn cười nói, Huyền Sơ cô nương, ta muốn bảo vệ vũ trụ ngũ duy này. Huyền Sơ nhìn Diệp Huyên, con đường võ đạo, ràng buộc quá nhiều, cũng không phải chuyện tốt. Diệp Huyên bỗng hỏi, Huyền Sơ, người có bạn bè không? Huyền Sơ sững người, sau đó lắc đầu, không có. Diệp Huyên lại hỏi, người thân thì sao? Huyền Sơ nói, chỉ có sư phụ. Diệp Huyên cười nói, ta cảm thấy, thế giới này còn có thứ quan trọng hơn cả kiếm đạo võ đạo, đó chính là bạn bè và người thân. Nói rồi, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, cười nói, vũ trụ ngũ duy này, nơi này chính là nhà của ta. Huyền Sơ nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi không từ bỏ đạo kinh này, không chỉ ngươi mà cả vũ trụ này đều sẽ gặp nguy. Bởi vì thế giới Bà Sa không chỉ có Bà Sa Tông, mà còn có các thế lực lớn mạnh khác. Nếu ta đoán không nhầm, nhưng thế lực này bây giờ hẳn đã biết ngươi có nhiều đạo kinh như vậy rồi, không lâu sau, sẽ càng có nhiều cao thủ từ thế giới Bà Sa đến vũ trụ này. Hơn nữa, ngươi còn có kẻ địch là ám giới, tình cảnh của ngươi sẽ càng tệ thêm mà thôi. Diệp Huyên lắc đầu cười, tình cảnh của ta không hề tệ chút nào. Huyền Sơ đang định nói thì lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhìn Niệm Niệm, cười nói, ăn xong chưa? Niệm Niệm gật đầu, cô bé khẽ vỗ bụng mình, nhếch miệng cười, na quá. Diệp Huyên cười ha ha, đi, dẫn muội đi chơi. Nói xong, hắn vươn tay, Niệm Niệm vội nắm lấy. Diệp Huyên nhìn Huyền Sơ, cười nói, Huyền Sơ cô nương. Ngày khác lại hàn huyên. Huyền Sơ khẽ gật đầu. Diệp Huyên dắt Niệm Niệm rời đi. Sau khi hai người Diệp Huyên rời đi, một ông lão chợt xuất hiện trước mặt Huyền Sơ. Chính là ông lão kia của Bà Sa Tông. Ông lão nói, hắn không chịu từ bỏ. Huyền Sơ gật đầu. Ông lão lắc đầu, những đạo kinh kia đối với hắn mà nói thì chính là tai họa, thiếu niên này không hiểu được buông bỏ mà. Huyền Sơ nhẹ giọng nói, chúng ta đã đánh giá thấp hắn rồi. Ông lão nhìn Huyền Sơ, có ý gì? Huyền Sơ nhìn ông lão, trưởng lão, tại sao ám giới muốn liên thủ với chúng ta? Ông lão khẽ nhíu mày, ý ngươi là, ám giới e ngại Diệp Huyên. Huyền Sơ gật đầu, ám giới muốn liên thủ với chúng ta, chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng chúng ta mà thôi. Ông lão trầm giọng nói, chắc chắn. Huyền Sơ đột nhiên nói, yên lặng quan sát thôi. Ông lão thấp giọng nói, đợi. Huyền Sơ gật đầu, chỉ có thể đợi. Yên lặng đợi chờ là được. Chúng ta và Diệp Huyên không có thù sâu oán nặng. Chúng ta không vội, ám giới và những thế lực khác của thế giới Bà Sa sẽ càng vội, bọn họ sẽ ra tay trước. Ông lão khẽ gật đầu, cũng được. Nói đến đây, ông ta như nghĩ đến gì đó, lại nói, nhà đầu, Diệp Huyên này chiêu trò nhiều. Vừa nãy hắn cho ngươi xem đạo kinh, chắc chắn là chiêu trò. Ngươi tuyệt đối đừng có suy nghĩ gì khác. Huyền Sơ nhìn ông lão, suy nghĩ khác gì? Ông lão cười nhạt, ngươi hiểu mà. Huyền Sơ nhẹ giọng nói, ta thấy chỉ là một người trọng tình trọng nghĩa. Nói xong, nàng ta đứng dậy rời đi. Ông lão đứng tại chỗ, sắc mặt khó coi, một lúc sau,
Ông ta đập tay thật mạnh lên bàn, tên Diệp Huyên đang chết. Không biết xấu hổ mà. Ầm. Cái bàn lập tức vỡ nát. Sau khi trở về kiếm điện, Diệp Huyên đang chuẩn bị nghiên cứu tâm pháp đạo kinh, thì lúc này, Di Tôn lại xuất hiện bên cạnh hắn. Diệp Huyên nhìn Di Tôn, có chuyện. Di Tôn gật đầu, Bạch Đế Tử quay về rồi. Diệp Huyên ngây người, rồi nói, quay về rồi. Di Tôn gật đầu, không phải quay về một mình, mà dẫn theo hơn 10 người bảo vệ đại đạo. Trong đó, ngực đạo cảnh có 16 người, chứng đạo cảnh 14 người, ngoài ra, một vài người từng rời khỏi đạo đình cũng đều quay về. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ông ta cũng có chút bản lĩnh nhỉ. Di Tôn lại nói, ông ta có một đề nghị. Diệp Huyên nói, nói. Di Tôn trầm giọng nói, Bạch Đế Tử nói, hiện tại kẻ địch lớn nhất của chúng ta chính là Ám Uyên và thế giới Bà Sa. Ám Uyên so với thế giới Bà Sa càng đáng sợ hơn, bởi vì Ám Uyên là một thế nhất thống, bọn họ muốn đi nhất thống, còn thế giới Bà Sa thì khác, thế lực bên đó rất nhiều, có đủ ý kiến, chúng ta có thể liên minh với một vài thế lực của thế giới Bà Sa. Tóm lại, phải kéo dài đến khi Niệm Niệm cô nương khôi phục ký ức và thực lực. Kéo dài. Diệp Huyên im lặng. Hiện tại, quả thực hắn cần chính là thời gian. Thời gian càng nhiều thì càng tốt cho hắn và vũ trụ ngũ duy. Di Tôn lại nói, ông ta còn nói, bây giờ vũ trụ ngũ duy trông có vẻ rất an toàn, nhưng thực sự không phải vậy, bởi vì một khi Ám Uyên ra tay thì chắc chắn sẽ không cho vũ trụ ngũ duy chút cơ hội nào. Theo tình hình trước mắt mà nói, đạo đình liên thủ với vũ trụ ngũ duy e rằng cũng không đấu được Ám Uyên. Nói đến đây, ông ta lại nhìn Diệp Huyên, ông ta nói, thực lực đạo chủ tuy mạnh, nhưng chung quy cũng chỉ có một mình, hơn nữa, chưa đạt đến thành đạo cảnh, một khi Ám Uyên hoặc thế giới Bà Sa cử cao thủ trên cả thành đạo cảnh đến thì khi đó vũ trụ ngũ duy sẽ trở nên bị động hoàn toàn. Vì vậy, chúng ta buộc phải kéo dài đến lúc Niệm Niệm cô nương khôi phục ký ức và thực lực. Và lại, ông ta còn muốn đạo chủ nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, trong thời gian sắp tới Ám Uyên rất có khả năng sẽ ra tay. Bởi vì Ám Uyên không dám để cho Niệm Niệm cô nương khôi phục ký ức và thực lực. Diệp Huyên im lặng một lúc, rồi khẽ nói, ta biết rồi. Lúc này, Di Tôn lại nói, còn nữa, ông ta đã tự mình làm chủ một chuyện. Diệp Huyên có phần khó hiểu, chuyện gì? Di Tôn do dự một lát, sau đó nói, ông ta đã cử người ở vũ trụ ngũ duy và chư thiên vạn giới lan truyền khắp nơi, nói rằng người là con trai của Duy Vị Diệt. Lần này đến vũ trụ ngũ duy là đến để rèn luyện. Diệp Huyên. Vị diện cửu duy chi tử. Diệp Huyên không biết phải nói gì hơn. Lão già Bạch Đế Tử này muốn làm gì? Di Tôn lại nói, ông ta làm như vậy, hẳn là muốn mê hoặc đối thủ của chúng ta. Diệp Huyên cười nói, kệ ông ta đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Di Tôn, trong khoảng thời gian này, có lẽ vũ trụ ngũ duy sẽ không yên bình, ông phải để ý nhiều chút. Di Tôn gật đầu, hiểu rồi. Nói xong, ông ta lặng lẽ rời đi. Trong phòng, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới mặt đất, bắt đầu nghiên cứu tâm pháp đạo kinh. Có tâm pháp đạo kinh này, đạo kiếm và đạo thể của hắn sẽ có sự đột phá về chất. Thực lực. Không có thực lực, tất cả đều là vô nghĩa. Trong tinh không vũ trụ ngũ duy, Liên Tôn nhìn xuống phía dưới, bên cạnh ông ta là tiên sư. Hồi lâu sau, Liên Tôn đột nhiên cười nói, nếu bây giờ chúng ta ra tay thì có bao nhiêu phần thắng? Tiên sư lắc đầu, không biết. Liên Tôn nhíu mày, không biết. Tiên sư gật đầu, ta từng tính toán, nhưng thiên cơ nơi này hư vô mờ mịt, đặc biệt là Diệp Huyên kia, căn bản không thể nào tính ra thiên cơ số mệnh của hắn. Liên Tôn khẽ nói, thần bí như vậy sao? Tiên sư gật đầu, nhưng mà ta đề nghị, ra tay càng sớm càng tốt. Bởi vì người nọ thật sự quá yêu nghiệt, thời gian kéo dài càng lâu, cái giá chúng ta phải trả sẽ càng lớn. Liên Tôn im lặng. Tiên sư hỏi, ngươi là đang lo lắng cô gái váy trắng kia? Liên Tôn ngẩng đầu nhìn vào sâu trong tinh không, đúng là cô gái váy trắng đó. Huyết mạch trên người nàng cũng không đơn giản. Ta chưa bao giờ thấy huyết mạch kỳ lạ như vậy, trừ nàng ra, cũng đừng quên người phụ nữ của kiếm tông kia. Nghe vậy,
Sắc mặt tiên sư dần trở nên nghiêm túc. Tư Đồ Thính Vân. Lúc trước chính là người phụ nữ này khiến cho Ám Uyên tổn thất nặng nề. Liên tôn lại nó, ta đã từng điều tra, kiếm tông bên dưới và kiếm tông của Tư Đồ Thính Vân là cùng một mạch, nói cách khác, khi chúng ta ra tay, rất có thể Tư Đồ Thính Vân cũng ra tay. Tiên sư trầm giọng nói, nhưng bây giờ không ra tay, một mai Mộ Niệm Niệm bên dưới khôi phục thực lực và trí nhớ, khi đó. Mộ Niệm Niệm. Nghe vậy, sắc mặt Liên Tôn cũng trở nên nghiêm trọng. Lúc trước người phụ nữ này dùng chưa đến 3 phần thực lực đã suýt nữa tiêu diệt được đạo tổ, quan trọng nhất chính là, nàng ta dùng sức của một mình trấn áp toàn bộ vũ trụ ngũ duy. Cẩn thận suy đoán, thực lực của người phụ nữ này ít nhất trên thành đạo cảnh. Tiên sư trầm giọng nói, cho dù như thế nào, càng kéo dài sẽ càng bất lợi cho chúng ta. Liên Tôn ngẩng đầu nhìn vào sâu trong tinh không, chắc hẳn đạo tổ cũng sắp tìm được cô gái kia rồi. Tiên sư hỏi, nếu như sức mạnh của cô gái kia vượt qua dự liệu của Ám Uyên chúng ta thì sao? Liên Tôn hỏi, Ám Uyên chúng ta yếu lắm sao? Tiên sư im lặng. Liên Tôn cười nói, cho dù là Thính Vân hay là Mộ Niệm Niệm, hay vẫn là cô gái váy trắng kia, ta chỉ không coi thường các nàng, chứ cũng không sợ các nàng. Nếu không phải bởi vì cổ thần Uyên, Ám Uyên ta đã tiêu diệt toàn bộ các nàng rồi. Tiên sư do dự một chút rồi nói, vẫn không thể khinh địch. Liên Tôn chậm rãi nhắm mắt lại, không khinh địch, nhưng Ám Uyên ta truyền thừa đến tận bây giờ, thật sự chưa từng biết sợ người nào là gì. Tự đại. Không, ông ta tự tin. Ám Uyên có vốn liếng này. Lúc này, bỗng nhiên Liên Tôn nói ra, bên phía cổ thần Uyên có động tĩnh gì không? Tiên sư lắc đầu, không có động tĩnh gì. Liên Tôn nhíu mày, chẳng lẽ bọn họ không động lòng với đạo kinh? Tiên sư trầm giọng nói, chắc hẳn không phải không động lòng, mà là đang âm thầm quan sát, chờ đợi cơ hội. Liên Tôn im lặng chốc lát rồi nói, cho dù như thế nào, dặn người của chúng ta luôn luôn để mắt đến bọn họ. Tiên sư gật đầu, rõ rồi. Liên Tôn nhìn xuống phía dưới, khẽ cười nói, chờ tin tức của đạo tổ, sau đó chúng ta hành động. Tiên sư lặng lẽ lùi đi. Liên Tôn chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ nói, đạo tổ cũng nên tìm được cô gái kia rồi. Vũ trụ ngũ duy. 10 ngày sau. Diệp Huyên ra khỏi phòng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, vận chuyển tâm pháp đạo thể, thời gian dần trôi, xung quanh người hắn xuất hiện một luồng cương khí thần bí. Đạo thể cương khí. Diệp Huyên thoáng nhìn tầng cương khí trên người mình. Tầng cương khí này tương đương với một lá chắn, muốn tổn thương đến cơ thể hắn, vậy nhất định phải phá vỡ tầng cương khí này trước. Mà mức độ mạnh mẽ của tầng cương khí này được quyết định bởi đạo thể của hắn. Nói cách khác, đạo thể của hắn mạnh cỡ nào, tầng cương khí này sẽ mạnh cỡ đó. Quan trọng nhất chính là, chỉ cần cơ thể hắn không bị phá, hắn sẽ có thể luôn luôn thi triển ra cương khí này. Đơn giản mà nói. Trừ phi đối thủ trực tiếp phá vỡ cương khí và cơ thể của hắn ngay trong nháy mắt, nếu không, hắn có thể liên tục không ngừng thi triển ra loại đạo thể cương khí này. Chỉ cần không thể phá vỡ cương khí và cơ thể hắn ngay trong nháy mắt, vậy hắn chẳng khác gì bất bại. Không thể không nói, Diệp Huyên cũng cảm thấy tâm pháp và võ học đạo kinh này thật sự quá biến thái. Ngoài đạo thể này thì uy lực đạo kiếm của hắn cũng được tăng cường cực lớn, thậm chí còn gấp đến 5 lần. Có thể nói, võ học đạo kinh này có hay không có tâm pháp phụ trợ, quả thật khác nhau một trời một vực. Có tâm pháp đạo kinh phụ trợ mới được coi là võ học đạo kinh thật sự. Lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người đến là người quen cũ của hắn. Si Yêu Yêu. Diệp Huyên cười nói, Yêu Vương, lâu rồi không gặp. Si Yêu Yêu liếc nhìn đánh giá Diệp Huyên, thực lực lại tăng rồi. Diệp Huyên cười nói, xem như vậy đi. Si Yêu Yêu thoáng nhìn Diệp Huyên, người càng ngày càng mạnh. Diệp Huyên cười ha ha, Yêu Vương đến tìm ta, chắc là có chuyện gì. Si Yêu Yêu nhìn Diệp Huyên, theo như chúng ta biết, có lẽ Ám Uyên sắp ra tay rồi. Ám Uyên. Nụ cười trên mặt Diệp Huyên dần dần biến mất, biết bọn họ có bao nhiêu người không?
Si Yêu Yêu lắc đầu, hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Huyên im lặng. Si Yêu Yêu lại nói, tóm lại, người phải cẩn thận chút. Ám Huyên không giống Đạo Đình, nếu bọn họ muốn ra tay, tuyệt đối sẽ chuẩn bị đối phó tất cả. Nói cách khác, một khi bọn họ ra tay, có lẽ sẽ không để lại cho người bất kỳ cơ hội nào. Diệp Huyên gật đầu, đa tạ đã nhắc nhở. Si Yêu Yêu hỏi, người từng tiếp xúc với thế giới bà Sa? Diệp Huyên gật đầu, từng tiếp xúc. Si Yêu Yêu nói, vậy cũng phải coi chừng bọn họ. Bây giờ bọn họ không ra tay, hẳn là đang đợi Ám Huyên ra tay. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Si Yêu Yêu do dự một chút rồi hỏi, khi nào Niệm Niệm cô nương khôi phục trí nhớ? Diệp Huyên gượng cười, không biết. Si Yêu Yêu nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên lại nói, thật sự không biết. Bây giờ Niệm Niệm không hề có chút dấu hiệu khôi phục trí nhớ nào. Si Yêu Yêu khẽ thở dài, vốn cho rằng sau khi chuyện của Đạo Đình kết thúc thì mọi chuyện sẽ kết thúc, không ngờ bây giờ lại xuất hiện bà Sa Tông và Ám Huyên. Nói rồi nàng ta nhìn Diệp Huyên, người bảo trọng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Để lại Diệp Huyên im lặng đứng ở nơi đó. Lúc này, Niệm Niệm xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Cô bé khẽ kéo lấy tay Diệp Huyên, là vì ta sao? Diệp Huyên lắc đầu, không phải vì muội, là vì ta. Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn Diệp Huyên, vì sao chứ? Diệp Huyên cười nói, bởi vì ta có một số đồ tốt mà bọn họ đều muốn có được. Niệm Niệm nhíu mày, dựa vào cái gì chứ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, có thể là trông ta có vẻ dễ ức hiếp. Niệm Niệm thốt ra, ta bảo vệ huynh. Nói xong, chính cô bé cũng ngây ngẩn cả người. Diệp Huyên sửng sốt, hắn nhìn Niệm Niệm, Niệm Niệm, muội. Niệm Niệm hơi ngỡ ngàng, ta. Diệp Huyên vội vàng nói, muội nhớ ra cái gì không? Niệm Niệm lắc đầu, không, vừa rồi ta cũng không biết sao nữa. Diệp Huyên khẽ xoa đầu Niệm Niệm, cười nói, không sao, không sao, đi thôi, ta dẫn muội đi nướng cá ăn. Nghe vậy, ánh mắt Niệm Niệm lập tức bừng sáng, được. Diệp Huyên cười ha ha, hắn dắt tay Niệm Niệm đi về nơi xa. Phía sau hai người là Di Tôn. Lúc này, một lão giả xuất hiện bên cạnh Di Tôn, chính là Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử khẽ nói, đang lo lắng sao? Di Tôn gật đầu, nhưng theo ta thấy thì đạo chủ không hề lo lắng. Bạch Đế Tử nói, hắn không lo lắng. Chắc hẳn là đã có cách đối phó. Di Tôn lắc đầu, gần đây trong tinh không vũ trụ ngũ duy thường xuyên xuất hiện một số hơi thở thần bí, sức mạnh của một số hơi thở trong đó có lẽ đã vượt qua thành đạo. Bạch Đế Tử im lặng. Di Tôn khẽ thở dài, sáu quyển đạo kinh kia đúng là tai họa. Bạch Đế Tử thoáng nhìn Di Tôn, ngươi cảm thấy chúng ta giao ra, Ám Huyên sẽ buông tha cho vũ trụ ngũ duy sao? Di Tôn nhíu mày. Vì sao không buông tha? Không phải mục đích của bọn họ là sáu quyển đạo kinh đó sao? Bạch Đế Tử nhìn Di Tôn, nếu như ngươi là Ám Huyên, sau khi cướp được sáu quyển đạo kinh từ tay Diệp Huyên, sẽ còn để hắn và Mộ Niệm Niệm sống sao? Di Tôn im lặng. Chắc chắn sẽ không. Bởi vì hai người kia còn sống, uy hiếp cực kỳ lớn. Nghĩ đến đây, Di Tôn khẽ thở dài một hơi. Bạch Đế Tử lại nói, cho dù là Ám Huyên hay là bà Sa Tông, bọn họ cũng sẽ không để cho Diệp Huyên và Mộ Niệm Niệm sống sót, giống như chúng ta trước kia vậy. Không giết Diệp Huyên và Mộ Niệm Niệm này, một mai Diệp Huyên trưởng thành, hoặc là Mộ Niệm Niệm khôi phục thực lực và trí nhớ, khi đó, hai người kia sẽ trả thù, người nào chống lại được. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên và Niệm Niệm ở nơi xa, khẽ nói, ta đã nhiều lần tiếp xúc với hắn. Thằng nhóc này âm hiểm vô cùng, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Di Tôn gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Bạch Đế Tử nói, ta muốn đi tìm chân võ. Di Tôn nhíu mày, ông ta sẽ trở về sao? Bạch Đế Tử khẽ nói, ta sẽ cố gắng khuyên ông ta trở về. Nói xong, ông ta quay người biến mất ở cuối chân trời. Trong một tinh không nào đó, đạo tổ ngự không mà đi. Tốc độ của ông ta phát huy đến cực hạn, mỗi nơi đi qua, tinh không đều rung động.
tìm kiếm cô gái váy trắng. Thật ra, ông ta sớm đã muốn nhìn xem rốt cuộc cô gái váy trắng là thần thánh phương nào. Bởi vì cô gái váy trắng quá thần bí. Cho đến bây giờ, đều chỉ cần dùng một kiếm giết người. Đây chính là kết quả bọn họ điều tra được, trừ cái đó ra, không còn tin tức nào khác. Rốt cuộc nàng mạnh cỡ nào? Không một ai biết. Nhưng đạo tổ biết rằng, chẳng mấy chốc ông ta sẽ được biết thôi. Đúng lúc này, đạo tổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về nơi xa, ông ta nheo mắt lại, cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Để ta nhìn xem có phải cô cũng chỉ cần dùng một kiếm là có thể giết được ta hay không. Nói xong, tốc độ của ông ta tăng nhanh đột ngột. Trong tinh không vô tận, ánh sao rực rỡ, thần bí mà tĩnh lặng. Rốt cuộc vũ trụ to lớn cỡ nào? Không người nào biết. Cho dù là cô gái váy trắng cũng không biết. Nàng đi từ tam duy đến ngũ duy, nhưng vẫn không thấy điểm cuối của tinh không này. Tinh không giống như con đường võ đạo, không có điểm cuối, cũng không có người nào biết điểm cuối ở nơi nào. Vũ trụ mịt mờ, vô cùng vô tận. Cô gái váy trắng chậm rãi bước đi, nàng đi rất chậm, sở dĩ đi chậm như vậy là bởi vì nàng không cách nào hoàn toàn cảm ứng được người kia, nói chuẩn xác thì là ngọn nguồn của nguyên nhân tai ách. Vận mệnh. Người đời đều đang nghiên cứu vận mệnh, bao gồm cả chủ nhân của đạo kinh. Nhưng thật sự có thể nghiên cứu ra vận mệnh sao? Con người có thể chiến thắng đất trời. Quả thật rất nhiều kẻ mạnh có thể thay đổi vận mệnh của mình, nhưng ai có thể xác định, vận mệnh sau khi thay đổi của ngươi có phải là vận mệnh thật sự của ngươi hay không? Thật ra, nàng từng có ý nghĩ thử cưỡng ép chém bỏ nguyên nhân tai ách trên người Diệp Huyên, dựa vào thực lực của nàng, chém bỏ nguyên nhân tai ách này không hề khó khăn, chỉ cần một kiếm là đủ rồi. Nhưng cuối cùng nàng vẫn từ bỏ. Bởi vì nàng phát hiện, nếu như chém bỏ nguyên nhân tai ách này, Diệp Huyên sẽ chết. Chỉ có một lời giải thích duy nhất. Nguyên nhân tai ách này có liên hệ rất lớn với bản thân Diệp Huyên. Vận mệnh giống như một bàn tay lớn vô hình, bàn tay lớn này núp trong bóng tối khống chế tất cả. Mà mục đích của nàng chính là muốn điều tra rõ ràng rốt cuộc bàn tay lớn này là ai, tìm ra, sau đó giết chết. Đúng lúc này, một giọng nói từ đằng sau cô gái váy trắng truyền đến, cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Cô gái váy trắng dừng bước, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở phía trước cách nàng mấy chục trượng. Đạo tổ. Đạo tổ nhìn cô gái váy trắng, cười nói, tìm cô, không phải khó bình thường thôi đâu. Cô gái váy trắng nhìn đạo tổ, không nói gì. Đạo tổ khẽ cười nói, lần này ta đến chỉ có một mục đích. Đó chính là muốn nhìn xem cô mạnh cỡ nào. Mạnh cỡ nào? Cô gái váy trắng khẽ nói, ông muốn biết ta mạnh cỡ nào. Đạo tổ nhìn cô gái váy trắng, đúng. Cô gái váy trắng lắc đầu, ông phải thất vọng rồi. Đạo tổ nhíu mày, có ý gì? Cô gái váy trắng đi về phía đạo tổ, bản thân ta cũng không biết, sao ông có thể biết? Vừa dứt lời. Cô gái váy trắng đã xuất hiện ở sau lưng cách đạo tổ mấy vạn trượng. Đạo tổ đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt trống rỗng nhìn về nơi xa. Giữa lông mày ông ta xuất hiện một lỗ kiếm cực nhỏ. Cô gái váy trắng chém ra rồi. Nàng chém ra rồi. Nhưng, ông ta không biết nàng chém ra lúc nào. Nàng ra tay lúc nào. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là đạo tổ ông ta chết rồi. Hơn nữa cô gái váy trắng vẫn chỉ dùng một kiếm. Cho dù đến lúc này, đạo tổ vẫn không biết cô gái váy trắng mạnh cỡ nào. Bởi vì nàng chỉ dùng một kiếm. Giữa tinh không, cơ thể đạo tổ càng ngày càng mờ ảo. Ông ta biết, ông ta sắp biến mất hoàn toàn. Giờ khắc này, đạo tổ bỗng nhiên bật cười. Cười cái gì? Cười chính mình ếch ngồi đáy giếng. Trước khi đến, ông ta cảm thấy, cho dù không phải là đối thủ của cô gái váy trắng, nhưng muốn an toàn rời đi thì không phải vấn đề. Mà giờ đây ông ta mới phát hiện, suy nghĩ này của ông ta ngây thơ cỡ nào. Cho đến bây giờ, dù là đạo đình hay ám vực, đều rất coi trọng cô gái váy trắng, nhưng lúc này ông ta lại phát hiện, thật ra coi trọng của bọn họ vẫn là coi thường. Cực kỳ coi thường. Khi đối mặt với cô gái váy trắng,
Bọn họ cho rằng cô gái váy trắng mạnh nhất cũng chỉ trên thành đạo, bởi vì trên thành đạo đã là cảnh giới cao nhất mà bọn họ có thể tiếp xúc. Nhưng giờ phút này ông ta bỗng nhiên hiểu rõ, có lẽ cô gái váy trắng đã mạnh vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ. Dùng ánh mắt và nhận thức của bọn họ để đánh giá cô gái váy trắng là chuyện cực kỳ ngu xuẩn, bởi vì cho dù bọn họ coi trọng nhiều cỡ nào thì vẫn là coi thường. Nàng đã mạnh vượt ra ngoài tầm hiểu biết của bọn họ rồi. Cũng đến tận lúc chết ông ta mới hiểu rõ điểm này. Trừ cái đó ra, ông ta còn hiểu rõ một điều, đó chính là vì sao không ai biết sự đáng sợ của cô gái váy trắng, bởi vì có lẽ người từng gặp nàng đều đã chết rồi. Dường như nghĩ đến điều gì, ông ta khẽ nói, Diệp Huyên, người có chỗ dựa lớn mạnh như vậy, nhưng ngươi lại nói, đây chẳng phải là hại người sao. Nói đến đây, ông ta khẽ mở lòng bàn tay, một đồng tiền chậm rãi bay ra. Ngay sau đó, một giọng nói vang vọng giữa tinh không, cô gái váy trắng cũng không mạnh đến vậy. Câu nói này và đồng tiền biến mất ở trong tinh không, cùng biến mất, còn có đạo tổ. Không cách nào báo thù, vậy thì kéo thêm mấy người chôn cùng. Ông ta cũng muốn kéo Diệp Huyên chôn cùng, nhưng thực lực không cho phép. Nếu đã không thể kéo Diệp Huyên chôn cùng, vậy kéo người khác cũng được. Nơi xa, cô gái váy trắng tiếp tục bước đi. Đối với nàng thì chuyện vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ xen ngang, nàng căn bản không để trong lòng. Không biết qua bao lâu, cô gái váy trắng đột nhiên dừng lại, ở phía trước cách nàng không xa có một tường thành khổng lồ, tường thành này kéo dài mấy vạn dặm trong tinh không, gần như toàn bộ tinh không đều bị nó ngăn cách. Trên tường thành có vô số pho tượng cầm trường thương trong tay. Sau tường thành là một vùng mông lung mịt mờ, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cô gái váy trắng cũng không dừng lâu, tiếp tục bước đến. Chỉ thoáng chốc, cô gái váy trắng đã đi đến trước cửa thành kia, cửa thành mở, nhưng không có người canh gác. Cô gái váy trắng tiếp tục đi lên, lúc này, một giọng nói từ trong cửa thành truyền ra, còn tiến thêm một bước, chết. Cô gái váy trắng thoáng nhìn vào trong cửa thành, muốn chết. Nói xong, nàng đã tiến vào bên trong cửa thành, một lát sau, một cái đầu đẫm máu từ trong cửa thành lăn ra. Trong cửa thành, đột nhiên vang lên một tiếng hét giận dữ, ngươi là người phương nào? Không có ai trả lời, nhưng, lại có một cái đầu từ trong cửa thành lăn ra. Thoáng chốc, bên trong cửa thành bỗng nhiên xuất hiện một hơi thở mạnh mẽ phóng lên tận trời, ngay sau đó, tiếng nói già nua từ trong cửa thành truyền ra, ngươi là người phương nào, lại dám xâm phạm huyền thành ta? Còn chưa dứt lời, lại có một cái đầu từ trong cửa thành lăn ra. Lúc này, trong cửa thành lại vang lên một tiếng nói, tiền bối, vừa rồi huyền thành ta có nhiều lời đắc tội, xin tiền bối thứ lỗi. Lần này, không có đầu từ trong cửa thành lăn ra nữa. Một lát sau, trong cửa thành lại vang lên tiếng nói vô cùng cung kính, chúng ta cung tiễn tiền bối. Tiền bối đi thông thả. Vũ trụ ngũ duy. Giữa tinh không. Tiên sư ở bên cạnh Liên Tôn đột nhiên mở mắt ra, ngay sau đó, một đồng tiền xuất hiện trước mặt ông ta. Liên Tôn nhìn về phía tiên sư có tin tức. Tiên sư khẽ nói, đạo tổ chết rồi. Chết rồi. Liên Tôn nhíu mày, ông ta có nói gì không? Tiên sư trầm giọng nói, ông ta nói, cô gái váy trắng không mạnh đến vậy. Không mạnh đến vậy. Liên Tôn khẽ nói, xem ra. Ông ta đã đấu với cô gái váy trắng. Tiên sư im lặng. Liên Tôn lại nói, xem ra cô gái váy trắng này tối đa là trên thành đạo. Nếu đã vậy, cũng không có gì phải sợ hãi. Tiên sư lắc đầu, ta vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Liên Tôn nhìn tiên sư, hỏi, là như thế nào? Tiên sư trầm giọng nói, không nói rõ ra được, chính là một loại cảm giác chẳng lành. Liên Tôn im lặng một lát rồi lắc đầu, cho dù như thế nào, cũng nên ra tay rồi. Nói xong, ông ta nhìn về phía vũ trụ ngũ duy, cứ tiếp tục chờ, một khi Mộ Niệm Niệm khôi phục thực lực và trí nhớ, vậy sẽ rất khó giải quyết. Tiên sư không nói gì, ông ta ngẩng đầu nhìn về nơi sâu trong tinh không, ông ta muốn cảm ứng cô gái váy trắng, nhưng căn bản không cảm ứng được. Dường như nghĩ đến điều gì, ông ta lấy mai rùa ra tính một quẻ. Nhưng cũng không tính ra được cái gì.
Liên Tôn cười nói, đừng nghĩ nhiều. Chỉ cần nàng không vượt qua cấp bậc kia, vậy thì có thể đối phó. Nói xong, ông ta quay người nhìn lại, mở lòng bàn tay ra, một con ấn màu đen chợt bay ra, ngay sau đó, con ấn kia hóa thành một cánh cửa lớn đen như mực đứng sừng sững trong tinh không, bên trong cửa lớn là một vòng xoáy màu đen. Một lát sau, không gian bên trong cửa lớn đột nhiên rung động, chỉ chốc lát, 1000 cao thủ tay cầm trường thương và thuẫn đen đồng loạt đi ra. Hắc đạo quân. Trong 1000 người này, thấp nhất cũng là chứng đạo cảnh, mà toàn bộ trang bị mặc trên người bọn họ đều là trang bị cao cấp nhất. Ngoài 1000 người này ra, bên cạnh Liên Tôn còn có 6 ông lão mặc áo bào đen. 6 cao thủ thành đạo cảnh. Cộng thêm Liên Tôn và Tiên Sư, tổng cộng 8 cao thủ thành đạo cảnh. Liên Tôn chợt cười nói, đi gặp Diệp công tử này thôi. Nói xong, ông ta lập tức biến mất. Bên dưới, trong vũ trụ ngũ duy, Diệp Huyên đang chơi cùng Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu, hắn im lặng một lát, sau đó cúi đầu nhìn Niệm Niệm, cười nói, tự muội chơi đi, ta làm đi làm chút việc. Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, được. Diệp Huyên mỉm cười, đang định rời đi, nhưng tay của hắn bỗng nhiên bị Niệm Niệm kéo lại. Diệp Huyên nhìn về phía Niệm Niệm, cười nói, sao vậy? Niệm Niệm do dự một lát, sau đó nói ra, ta chờ huynh. Diệp Huyên cười nói, được. Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, không được lừa ta. Diệp Huyên cười ha ha, chắc chắn không lừa muội. Nói xong, hắn khẽ vuốt ve mái đầu nhỏ của Niệm Niệm, sau đó hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên tận trời. Trên không trung đạo thành, một luồng kiếm quang rơi xuống trước mặt Liên Tôn, kiếm quang tản đi, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt Liên Tôn. Liên Tôn cười nói, Diệp Huyên, chúng ta lại gặp nhau rồi. Diệp Huyên mỉm cười, xưng hô thế nào? Liên Tôn cười nói, cậu có thể gọi ta là Liên Tôn. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, hình như ta và ám vực không có thù sâu hận lớn gì. Liên Tôn gật đầu, quả thật không có, nhưng chúng ta coi trọng đạo kinh trên người cậu, vì vậy, cậu có thể đưa mấy quyển đạo kinh kia cho chúng ta không? Diệp Huyên cười nói, Diệp Huyên ta luôn rất hào phóng với người thân, hay là ông làm người thân của ta đi. Nếu như vậy, ta sẽ tặng đạo kinh cho ông. Liên Tôn nhíu mày, làm người thân của cậu. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, ta nhận ông làm con trai, như vậy, không phải chúng ta thành người thân rồi hay sao? Nếu là người thân, ta tặng cho ông thì có làm sao? Nghe vậy, Liên Tôn lập tức lạnh mặt, Diệp Huyên. Cậu chỉ có miệng lưỡi lợi hại này thôi sao? Diệp Huyên cười nói, muốn đạo kinh, lại không bằng lòng làm con trai ta, ông không phải là con trai ta, dựa vào cái gì ta phải tặng đạo kinh cho ông? Liên Tôn nhìn Diệp Huyên, giết. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn cười to nói, Liên Tôn, không bằng hai chúng ta đánh một trận trước. Liên Tôn cười nói, bên ta nhiều người. Dựa vào cái gì phải đơn đấu với cậu? Nói xong, ông ta nhìn xuống phía dưới, ánh mắt ông ta rơi lên trên người Niệm Niệm ở trên đường cái bên dưới, giết nàng ta. Người thật sự khiến ám vực kiêng kỵ là Mộ Niệm Niệm. Nghe thấy lời của Liên Tôn, một ông lão thành đạo cảnh đứng sau ông ta phóng thẳng về phía Mộ Niệm Niệm. Mà đúng lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên xuất hiện trước mặt ông lão kia. Ông lão nhíu mày, giơ tay tung ra một đấm. Uỳnh. Kiếm quang chưa tan, ông lão đã lùi về sau mấy chục trượng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Liên Tôn ở bên cạnh nhíu mày lại. Thực lực của Diệp Huyên nằm ngoài dự liệu của ông ta. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Liên Tôn, ngay sau đó, hắn chém một kiếm xuống. Liên Tôn nheo mắt lại, Diệp Huyên muốn giết ông ta trước, nhưng có thể làm được sao? Mà đúng lúc này, sắc mặt Liên Tôn bỗng nhiên thay đổi dữ dội, bởi vì chẳng biết từ lúc nào, dưới chân Diệp Huyên xuất hiện một đồ án thái cực khổng lồ. Đồ án thái cực này vừa xuất hiện, cảnh giới của ông ta bị ép từ thành đạo cảnh đỉnh cao xuống ngự đạo cảnh. Trực tiếp bị ép xuống một cảnh giới. Không chỉ vậy, trên người Liên Tôn còn có 4 loại vực. 4 loại vực chân áp. Mà một kiếm này của Diệp Huyên là đạo kiếm. Đạo kiếm phiên bản tăng cường. Trong khoảnh khắc này,
Diệp Huyên gần như lấy hết át chủ bài ra. Mà lúc này đây, trong mắt Liên Tôn xuất hiện hoảng sợ, ông ta không ngờ trong nháy mắt này Diệp Huyên trở nên khủng bố như vậy, không nghĩ nhiều nữa, ông ta đã mất đi tiên cơ, ngay cả cơ hội tránh né cũng không có, chỉ có thể bị động phòng ngự. Liên Tôn chợt chắn hai tay ra phía trước, một luồng sức mạnh to lớn từ trong cơ thể ông ta cuồn cuộn phun ra. Uỳnh! Trong ánh mắt của mọi người, kiếm của Diệp Huyên chém xuống. Uỳnh! Cơ thể Liên Tôn trực tiếp vỡ nát. Linh hồn của Liên Tôn muốn chạy trốn, mà lúc này, tay trái Diệp Huyên chém ra một kiếm này dứt khoát chém lên đầu Liên Tôn, trong nháy mắt, linh hồn của Liên Tôn bị hấp thu. Một chiêu giết chết. Diệp Huyên thu kiếm vào vỏ, hắn thoáng nhìn đám người đang ngây ra như phỗng ở đây, chỉ có vậy thôi sao? Ta còn chưa đánh hết sức mà ông ta đã ngã xuống rồi. Mọi người. Tĩnh lặng. Tĩnh lặng như tờ. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Diệp Huyên vậy mà đã miểu sát Liên Tôn. Liên Tôn này chính là thành đạo cảnh đỉnh cao đó nha. Đừng nói đám cường giả của Ám Huyên kia, cho dù là đám người Di Tôn ở phía Diệp Huyên lúc này cũng bị chấn động vô cùng. Diệp Huyên đã miểu sát một vị cường giả thành đạo cảnh. Điều này thực sự quá khoa trương rồi. Thực ra, ngay cả bản thân Diệp Huyên cũng có chút kinh ngạc. Mục đích vừa rồi của hắn kỳ thực chỉ muốn khiến Liên Tôn bị thương nặng, nhưng không ngờ lại trực tiếp giết chết đối phương rồi. Giờ phút này hắn mới biết. Từ trước đến nay hắn đã đánh giá thấp thực lực của bản thân rồi. Nên nói là hắn đã đánh giá thấp uy lực của ấn và đạo kinh tâm pháp mới đúng. Lần này có thể giết chết Liên Tôn trong nháy mắt chủ yếu vẫn là bởi ấn và đạo kinh tâm pháp này. Phải biết rằng, ấn này không chỉ cho hắn tiếp cận thành đạo cảnh không giới hạn, hơn nữa còn trấn áp cảnh giới của Liên Tôn xuống ngự đạo cảnh, được cái này mất cái kia, Liên Tôn đối diện với hắn đã chẳng còn ưu thế về cảnh giới nữa. Cộng thêm bốn loại vực của hắn chấn áp cùng với hành động bất ngờ, Liên Tôn trực tiếp bị giết chết. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn đám cường giả Ám Huyên đang có mặt kia, cười nói các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta rất yếu chứ. Tiên sư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, rút. Rút. Lúc này ông ta mới biết, Ám Huyên đã đánh giá quá thấp thực lực của Diệp Huyên rồi. Cảnh giới và sức chiến đấu của Diệp Huyên vô cùng không tương xứng mà. Rút. Khóe miệng Diệp Huyên khẽ nhếch lên, các ngươi tưởng nơi này là nhà của các ngươi sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lời vừa thốt ra, hắn trực tiếp rút kiếm xông tới. Đám người Di Tôn cũng liền vội ra tay. Mặc dù phía bên vũ trụ ngũ duy có ít cường giả thành đạo cảnh hơn so với Ám Huyên, thế nhưng vào lúc này, khí thế phía bên vũ trụ ngũ duy dâng cao. Xét về mặt khí thế mà nói. Phía bên vũ trụ ngũ duy trực tiếp đè bẹp Ám Huyên. Diệp Huyên đã trực tiếp miểu sát Liên Tôn mà. Không nói đến những người khác, ngay cả sự tự tin của Di Tôn lúc này cũng đã tăng vọt. Tiên sư không hề chọn hiếu chiến, mà dẫn mọi người rút về cánh cổng lớn màu đen phía sau lưng kia. Chính vào lúc đám người tiên sư định lùi về phía cánh cổng lớn màu đen kia, 10 luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở phía trước cánh cổng lớn màu đen đó. Người dẫn đầu chính là Tô Khắc kia. Trên thực tế, lúc ám giới tới vũ trụ ngũ duy, ông ta đã dẫn theo người, vẫn luôn ở trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng ra tay. Tô Chiết đã hạ tử lệnh, nhất định không được để Diệp Huyên xảy ra chuyện, nhưng điều mà ông ta không ngờ là Diệp Huyên vậy mà đã trực tiếp giết chết Liên Tôn. Kỳ thực, ngay lúc đó, bản thân ông ta cũng rất đỗi kinh ngạc. Diệp công tử này đã uống phải thuốc gì rồi sao? Lại trở nên hăng như vậy. Mà còn đang sốc thì ông ta lại nhìn thấy đám người tiên sư muốn rút lui, lúc này, ông ta không còn im lặng nữa, quả quyết chọn ra tay. Nếu có thể khiến cho đám người tiên sư chết ở nơi này, đối với cổ thần Uyên mà nói, đó chính là một chuyện vô cùng tốt. Nhìn thấy đám người Tô Khắc xuất hiện, mặt của tiên sư bỗng biến sắc, cổ thần Uyên, các ngươi. Ông ta không ngờ rằng cổ thần Uyên sẽ dậu đổ bìm leo vào lúc này. Tô Khắc mặc kệ tiên sư kia, trực tiếp dẫn 9 người phía sau xông đến. Nhìn thấy đám người Tô Khắc xuất hiện, Diệp Huyên cũng sững sờ, hắn biết Tô Khắc này,
thế nhưng lại không quen biết đám người phía sau Tô Khắc, mà đây không phải là mấu chốt là đám người này sao lại tới giúp mình. Chẳng lẽ là do sức hút của bản thân quá lớn sao? Ở phía bên kia, Huyền Sơ và ông già bên cạnh yên lặng nhìn đám người Diệp Huyên vây giết cường giả của Ám Nguyên. Thực ra, trong lòng hai người bọn họ lúc này cũng rất sốc. Diệp Huyên vừa mới miểu sát một vị cường giả thành đạo cảnh. Là miểu sát nha. Mặc dù là đã vận dụng ngoại vật, thế nhưng như vậy cũng đã quá khủng bố rồi. Huyền Sơ khẽ nói, chúng ta đã đánh giá thấp hắn rồi. Ông già trầm mặc. Đây là đã đánh giá quá thấp rồi. Huyền Sơ nhìn về phía đám người Tô Khắc, đám người này hẳn là người của Cổ Thần Uyên. Xem ra, Cổ Thần Uyên đã lựa chọn đứng về phía Diệp Huyên. Ông già nói, Cổ Thần Uyên và Ám Uyên là kẻ thù không đội trời chung, bọn họ giúp Diệp Huyên, chẳng có gì lạ. Huyền Sơ nhìn phía xa xăm, không nói gì. Ông già thấp giọng thở dài một tiếng. Diệp Huyên này cũng quá tầm ngầm mà đấm chết voi rồi. Lúc hai người bọn họ đến gặp Diệp Huyên trước đó, cái tên này còn không ngừng tỏ ra yếu thế mà. Quá thâm hiểm rồi. Một bên khác, đám người thượng chủ cũng đang ở đó. Mà lúc này, sắc mặt của đám người thượng chủ vô cùng ngưng trọng. Không thể không nói, vừa rồi Diệp Huyên giết chết Liên Tôn trong chớp mắt cũng đã khiến bọn họ chấn động rồi. Đó là thành đạo cảnh đỉnh cao mà. Cứ như vậy đã bị giết rồi. Lúc này, thượng chủ đột nhiên nói, đó là ấn, chí bảo của đạo đình, từng là vật của tiên tổ đạo đình. Vật này không chỉ có thể nâng cao thực lực của người sở hữu nó, mà còn có thể trấn áp cảnh giới của đối thủ. Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút, rồi nói thêm, nhưng cho dù như vậy, điều đó cũng quá khoa trương rồi. Si Yêu Yêu nhìn về phía Diệp Huyên đang ở phía xa, xem ra, không ai trong chúng ta thực sự hiểu về hắn ta. Thượng chủ cười nói, hắn quả thực vẫn luôn khiến chúng ta bất ngờ. La Hầu đột nhiên nói, giờ ra tay giúp không? Thượng chủ lắc đầu, giờ mà giúp thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. La Hầu trầm mặc, ông ta đương nhiên hiểu ý của thượng chủ, nếu muốn giúp thì phải giúp lúc trước đó, bây giờ giúp thì chẳng có thành ý gì cả. Thượng chủ nhìn về phía Diệp Huyên đang ở đằng xa, cười nói, hắn cũng chẳng cần chúng ta giúp. Nói đoạn, ông ta dường như phát hiện ra điều gì đó, nhíu mày, kiếm của hắn. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyên, lúc này, kiếm trong tay Diệp Huyên không ngừng hút linh hồn của đám cường giả Ám Nguyên kia. Mà lúc này, cộng thêm Liên Tôn trước đó, kiếm chấn hồn đã hấp thu linh hồn của bốn vị cường giả thành đạo cảnh. Cường giả ngự đạo cảnh còn lại thì càng nhiều không kể xiết. Vẻ mặt của thượng chủ có chút ngưng trọng, thanh kiếm này sợ là lại sắp đột phá rồi. Chấm chấm chấm. Khoảng nửa canh giờ sau, trận chiến kết thúc. Tiên sư dẫn theo mấy tên cường giả thành đạo cảnh tháo chạy, thế nhưng những người còn lại, toàn bộ đều đã bị giết chết. Phải biết rằng, Cổ Thần Uyên gia nhập đạo đình, chính là có thêm 13 vị cường giả thành đạo cảnh. Cách đó không xa, Diệp Huyên thu kiếm lại, hắn bước tới trước mặt Tô Khắc kia, cười nói, tiền bối, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tô Khắc khẽ mỉm cười, xí biệt tam nhật sao, tiểu hữu đã không còn là tiểu hữu thuở ban đầu rồi. Sao xí biệt tam nhật, đường quát mục tương đãi xuất xứ từ Tam Quốc diễn trí, ý nói ba ngày không gặp, khiến người khác phải thay đổi cách nhìn. Chỉ sự tiến bộ của một người sau một thời gian không gặp, khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Kỳ thực, trong lòng ông ta cũng khá phức tạp, lúc trước gặp Diệp Huyên, ông ta vẫn còn có năng lực giết chết Diệp Huyên, nhưng hiện giờ, Diệp Huyên đã có năng lực giết chết ông ta rồi. Tốc độ của sự thăng cấp này quả thực là khó bề tưởng tượng. Diệp Huyên liếc nhìn đám người phía sau Tô Khắc một cái, sau đó nói, tiền bối, các người là người của Cổ Thần Uyên. Tô Khắc gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nhìn Tô Khắc. Vì sao tiền bối lại muốn giúp ta? Tô Khắc do dự một chút, sau đó nói, bọn ta và Ám Nguyên là kẻ thù không đội trời chung, kẻ thù của Ám Nguyên chính là bằng hữu của Cổ Thần Nguyên chúng ta. Diệp Huyên nói, chỉ vậy thôi sao? Tô Khắc cười nói, tiểu hữu yên tâm, Cổ Thần Nguyên chúng ta đối với ngươi không hề có ác ý.
Diệp Huyên cười nói, tiền bối nói đùa rồi. Bất luận thế nào, cũng xin đa tạ sự giúp đỡ vừa rồi của tiền bối và những người khác, Diệp Huyên ta vô cùng cảm kích. Tô Khắc trầm giọng nói, tiểu hữu, lần này Ám Huyên thất bại, bọn chúng nhất định sẽ không từ bỏ. Mà thế lực này vô cùng lớn mạnh, người nhất định phải cẩn thận. Nói tới đây, ông ta dừng lại một chút rồi lại nói, khoảng thời gian này, 10 người bọn ta vẫn luôn ở trong vũ trụ ngũ duy này, để đề phòng Ám Huyên này đánh úp bất ngờ. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó nói, các người ở lại vũ trụ ngũ duy để bảo vệ ta. Tô Khắc hỏi ngược lại, có vấn đề gì sao? Diệp Huyên nhìn Tô Khắc, tại sao chứ? Tô Khắc suy nghĩ một chút, sau đó nói, bọn ta muốn kết bạn với tiểu hữu. Vẻ mặt của Diệp Huyên có chút cổ quái, chẳng lẽ sức hút của mình đã lớn đến mức này rồi? Lúc này, Tô Khắc đột nhiên cười khổ nói, tiểu hữu, thật không dám giấu, sở dĩ bọn ta tới vũ trụ ngũ duy, thật ra là có liên quan tới vị tiền bối ở phía sau ngươi. Tiền bối phía sau. Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, Thanh Nhi. Tô Khắc có chút kinh ngạc, vị tiền bối mặc váy trắng đó. Diệp Huyên gật đầu, chính là cô ấy. Tô Khắc liếc nhìn Diệp Huyên một cái, không biết tiểu hữu và cô ấy có quan hệ gì. Diệp Huyên nói, ta là ca ca của cô ấy. Sắc mặt Tô Khắc có chút cổ quái, muội muội này cũng mạnh hơn ca ca quá nhiều rồi nha. Diệp Huyên tuy rằng cũng mạnh, nhưng so với cô gái váy trắng vẫn kém một chút. Diệp Huyên lúc này có chút bùi ngùi, Thanh Nhi. Kỳ thực, hắn rất muốn gặp Thanh Nhi, cũng không biết hiện giờ nàng ấy đã đi đâu. Đúng lúc này, đột nhiên một bên truyền tới tiếng kiếm kêu. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn về nơi phát ra âm thanh, tiếng kiếm phát ra chính là của kiếm chấn hồn. Trước đó, sau khi hấp thu nhiều linh hồn như vậy, khí tức của kiếm chấn hồn lúc này tăng vọt một cách điên cuồng. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Diệp Huyên bỗng mừng rỡ, kiếm chấn hồn này sắp đột phá rồi đây mà. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Huyên trực tiếp thu kiếm chấn hồn vào trong tháp giới ngục. Vẫn là ở trong tháp đột phá tốt hơn. Tiếp đó, Diệp Huyên lại thu chỗ trang bị của đám cường giả Ám Huyên kia lại, chỗ trang bị này đều là cực phẩm trong số các cực phẩm, mặc dù không bằng bảo vật của tộc Na Già Long, nhưng cũng đều là những món đồ cao cấp nhất. Lúc này, Tô Khắc đột nhiên nói, tiểu hữu, ta xin cáo biệt trước. Khoảng thời gian này, người nhất định phải thận trọng, Ám Huyên đó không phải là loại tốt lành gì, nhất định không được có ý khinh suất. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Đa tạ tiền bối đã ra tay tương trợ. Tô Khắc cười nói, quá khách khí rồi. Từ hôm nay trở đi, cổ thần Huyên ta và vũ trụ ngũ duy chính là đồng minh. Nói đoạn, ông ta đặc biệt nhìn về phía hai người Huyền Sơ ở phía xa một cái. Trong lòng Diệp Huyên có chút cảm khái, hắn đương nhiên biết sở dĩ cổ thần Huyên bày tỏ thiện chí với hắn như vậy, nhất định là bởi vì Thanh Nhi. Không cần phải nói, Thanh Nhi nhất định đã tới cổ thần Huyên. Chỉ không biết cổ thần Uyên đã bị nàng ấy đánh hay chưa. Hắn biết tính khí của Thanh Nhi không được tốt. Tô Khắc không nói gì, xoay người rời đi. Còn 10 vị cường giả thành đạo cảnh mà ông ta dẫn theo thì ở lại trong vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên nhìn về phía Di Tôn ở đằng xa, tiền bối Di Tôn, người thu dọn chiến trường này một chút. Di Tôn gật đầu, được. Diệp Huyên xoay người rời đi. Đám người đang có mặt ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ đều không ngờ sự việc cứ như vậy đã kết thúc rồi. Phía bên kia, Huyền Sơ nhẹ giọng nói, xem ra, cổ thần Huyên này và Diệp Huyên kết giao, không phải là bởi vì bọn họ với Ám Huyên là kẻ thù không đội trời chung. Ông già trầm mặc. Giờ phút này, ông ta mới thấy mọi chuyện càng lúc càng khó giải quyết. Huyền Sơ đột nhiên nhìn xuống phía dưới, Ám Huyên nhất định sẽ không từ bỏ. Để chúng ta chống mắt lên xem vậy. Nói đoạn, nàng ta dừng lại một chút, rồi lại nói, trưởng lão, truyền lệnh đến sư tôn ta, thỉnh người tới đây một chuyến. Ông già ngây người, sau đó nói, cái này, tại sao chứ? Huyền Sơ nhìn về phía ông già, hai người chúng ta, trấn thủ không nổi nơi này. Ông già. Bên dưới, Diệp Huyên lên trên phố, hắn vừa tiếp đất. Niệm Niệm liền nhào đến trong vòng tay hắn, cô bé cứ như vậy ôm chặt lấy Diệp Huyên,
sợ rằng sẽ lạc mất Diệp Huyên. Diệp Huyên đang định nói thì Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyên, không biết từ lúc nào, trên mặt cô bé đã đẫm nước mắt. Trong lòng Diệp Huyên đau không giải thích được, hắn liền vội nói, đừng khóc mà. Ai bắt nạt muội rồi? Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, nước mắt không khỏi tuôn rơi, có phải ta cực kỳ vô dụng không? Chẳng giúp được gì cho huynh cả. Diệp Huyên đang định nói, thì đúng lúc này, không gian bên cạnh hắn đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đạo hư ảnh bay ra. Nhìn thấy cảnh này, mặt Diệp Huyên bỗng biến sắc, hắn đột nhiên rút kiếm chém ra một nhát. Một kiếm chém xuống. Xoẹt. Một kiếm chém vào không trung. Trong lòng Diệp Huyên kinh ngạc, tế gia ấn, đang định ra tay lần nữa, thì đạo hư ảnh kia đã lui về sau cả trăm trượng, đồng thời, Niệm Niệm cũng đang ở bên cạnh hắn. Trên thành đạo cảnh. Vẻ mặt của Diệp Huyên trong nháy mắt trở nên dữ tợn, tay phải của đạo hư ảnh kia đột nhiên tóm lấy vai Niệm Niệm, muốn cứu cô ta, mang 6 quyển đạo kinh tới phàm nhân giới, một mình người tới. Một canh giờ sau nếu không tới thần hồn của cô ta sẽ bị diệt. Nói xong, gã ta cùng Mộ Niệm Niệm trực tiếp biến mất. Mà lúc này, từ phía xa truyền tới một giọng nói yếu ớt của Niệm Niệm, đừng. Tới. Tại chỗ, tay phải Diệp Huyên nắm chặt thanh kiếm trong tay, cả người toát ra một luồng sát khí và lệ khí cực kỳ đáng sợ. Lúc đạo hư ảnh kia và Niệm Niệm biến mất thì đám người Di Tôn xuất hiện. Nhìn thấy Niệm Niệm bị bắt đi, sắc mặt của đám người Di Tôn đều trở nên u ám. Bọn họ không ngờ Ám Uyên này vậy mà lại trực tiếp phái một cường giả ở trên thành đạo cảnh đến. Lúc này, Tô Khắc đột nhiên xuất hiện, bên cạnh Tô Khắc còn có một ông già, chính là Tô Chiết. Tô Chiết nhìn Diệp Huyên, lão ta do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu, thực xin lỗi, lão phu tới trễ rồi. Thực ra, trước đó Tô Khắc quay về chính là cố ý đi mời Tô Chiết tới. Bởi vì ông ta biết rằng Ám Uyên tuyệt đối sẽ không từ bỏ, mà nếu Ám Uyên còn muốn ra tay, nhất định sẽ phái cường giả trên thành đạo cảnh tới. Bởi vì cường giả thành đạo cảnh đối với Diệp Huyên đã chẳng còn bất kỳ sự uy hiếp nào. Vì thế, ông ta quyết định quay về mời Tô Chiết tới, chỉ là ông ta không ngờ rằng, Ám Uyên lại hành động nhanh như vậy. Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Tô Chiết, tiền bối, thiên hà ở nơi nào? Tô Chiết do dự một chút, sau đó nói, một nơi cực kỳ nguy hiểm. Nơi này là cấm địa, bởi vì hễ bước vào phàm nhân giới, Tu Vi sẽ bị giam cầm, trở thành một người phàm. Diệp Huyên nhìn Tô Chiết, đi thế nào? Tô Chiết trầm giọng nói, tiểu hữu, người tốt nhất đừng đi. Bởi vì nếu người đi, người sẽ bị trấn áp Tu Vi, trở thành người bình thường. Thế nhưng, người của Ám Uyên thì không. Bởi vì phàm nhân giới này là do chủ nhân của ám kinh tạo ra, phàm là người tu luyện ám kinh, thì sẽ không chịu phải sự áp chế của pháp tắc ám đạo của nơi đó, sở dĩ lão ta để ngươi đến nơi đó, là bởi vì lão ta biết, ở bên ngoài, lão ta không giết được ngươi, thế nhưng, nếu như ngươi tới đó, chúng ta... Hai mắt Diệp Huyên chậm rãi nhắm lại, tiền bối, ngươi chỉ cần nói cho ta biết đi như thế nào là được rồi. Tô Chiết vẫn còn muốn khuyên. Diệp Huyên đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hắn hiện lên một mảng máu đỏ. Sức mạnh huyết mạch đang dâng trào. Trong lòng Tô Chiết kinh ngạc, sức mạnh huyết mạch của Diệp Huyên này lại lớn mạnh như vậy. Một lúc sau, Tô Khắc thấp giọng thở dài, lão ta chỉ tay một cái, một tia ánh sáng màu trắng xuyên vào ấn đường Diệp Huyên. Diệp Huyên đang định biến mất thì lúc này, một giọng nói từ bên cạnh truyền tới, nhớ trở về. Người nói lời này, chính là Trương Văn Tú. Diệp Huyên trực tiếp biến mất nơi cuối chân trời. Trương Văn Tú nhìn đạo kiếm quang ở cuối trời, lúc này, phía cuối chân trời truyền đến một giọng nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Cố gắng hết sức. Trương Văn Tú ngây người tại chỗ. Tô Khắc ở một bên nhìn về phía Tô Chiết, chúng ta. Tô Chiết lắc đầu, chẳng có cách nào cả. Không phải lão ta không muốn giúp. Mà nơi đó vốn không thể đi. Đừng nói là Diệp Huyên, cho dù là lão ta đi tới nơi đó, cũng đều sẽ bị pháp tắc ám đạo của nơi đó trấn áp. Phải biết rằng, chủ nhân của ám kinh này chính là đồ đệ của chủ nhân đạo kinh, đối phương dựa theo đạo kinh mà sáng tạo ra ám kinh, thực lực của nó đáng sợ nhường nào chứ?
Thực ra trong quá khứ, cổ thần Uyên lúc đối mặt với Ám Uyên, vẫn luôn có ưu thế, thế nhưng lại không thể tiêu diệt được Ám Uyên, nguyên nhân chính là do phàm nhân giới này. Chỉ cần Ám Uyên xuất hiện nguy cơ, thì sẽ tiến vào phàm nhân giới, mà lúc đó, cổ thần Uyên chẳng thể làm được gì. Lần này, người của Ám Uyên bảo Diệp Huyên đi đến phàm nhân giới, rất đơn giản, là để đối phó với cổ thần Uyên và người phía sau Diệp Huyên. Chỉ cần Diệp Huyên bước vào phàm nhân giới, cổ thần Uyên sẽ không dám ra tay, còn về những người phía sau Diệp Huyên, cho dù đám người này có mạnh tới đâu, bọn họ dám đi phàm nhân giới sao? Có thể nói, đối với Diệp Huyên mà nói, đây là một ván cờ sinh tử. Lúc này, một ông già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới chính là tiên sư đã tháo chạy trước đó. Không phải là bản thể, chỉ là một đạo hư ảnh. Tiên sư nhìn Tô Chiết, Nhân Tôn nói, ông ấy không ngờ ngươi sẽ đích thân tới bảo vệ Diệp Huyên này. Mặt Tô Chiết không cảm xúc, ta cũng không ngờ, Nhân Tôn một trong ba đại tôn của Ám Uyên, lại đích thân ra tay. Người đã bắt Mộ Niệm Niệm đi trước đó chính là một trong ba đại tôn của Ám Uyên. Tiên sư cười nói, ván cờ này bọn ta thắng rồi. Tô Chiết cười nói, vậy sao? Tiên sư khẽ mỉm cười, bọn ta hoan nghênh những người phía sau Diệp Huyên tới phàm nhân giới. Bọn họ nhất định phải tới, bằng không, bọn ta sẽ thất vọng đó. Nói xong, ông ta trực tiếp biến mất. Tại chỗ, sau một lúc im lặng, Tô Chiết khẽ nói, cô ấy sẽ đi sao? Cô ấy ở đây, đương nhiên là chỉ cô gái váy trắng. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, hắn đâu? Tô Chiết bỗng quay đầu lại, trước mặt lão ta là một người phụ nữ. Tô Chiết nhìn người phụ nữ trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Bởi vì lão ta vốn không biết người trước mặt này xuất hiện từ lúc nào. Đây là ai? Tô Chiết trầm giọng nói, các hạ người là. Người phụ nữ nhìn Tô Chiết, hắn đâu? Tô Chiết do dự một chút, Diệp Huyên tiểu hữu. Người phụ nữ gật đầu. Tô Chiết trầm giọng nói, người của Ám Uyên đã khiến hắn đi phàm nhân giới rồi. Người phụ nữ nhìn về phía bầu trời đầy sao thăm thẳm, đi thế nào? Tô Chiết do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, phàm nhân giới đó chính là do chủ nhân của ám kinh tạo ra, sở hữu pháp tắc ám đạo, có thể áp chế tu vi. Người phụ nữ đột nhiên nói, đi thế nào? Tô Chiết nhìn về phía người phụ nữ chớp chớp mắt, ta trông không giống một cao thủ sao? Tô Chiết! Người phụ nữ lại nói, chỉ đường đi. Tô Chiết do dự một chút, sau đó bấm đốt ngón tay. Một tia ánh sáng màu trắng xuyên vào ấn đường của người phụ nữ, một lúc sau, người phụ nữ đang định rời đi, thì lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nói, người là. Người phụ nữ nhìn về phía Trương Văn Tú, hỏi ngược lại, cô là. Trương Văn Tú nhìn người phụ nữ, ta là người phụ nữ của huynh ấy. Người phụ nữ chớp mắt, người phụ nữ của hắn. Trương Văn Tú nhìn thẳng người phụ nữ, đúng vậy. Người phụ nữ nhìn đánh giá Trương Văn Tú một lượt, khẽ mỉm cười một cái, ta thích tính cách của cô. Nói đoạn, lòng bàn tay bà ấy xòe ra, đi, dẫn cô đi gặp người đàn ông của cô. Trương Văn Tú do dự một chút, sau đó nàng bước đến bên cạnh người phụ nữ, nắm chặt lấy tay bà ấy. Người phụ nữ đang định đưa Trương Văn Tú đi, thì dường như phát hiện ra điều gì đó, bà ấy đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Thất ở đằng xa. Lúc nhìn thấy Tiểu Thất, người phụ nữ hơi sững sờ, sau đó bà ấy khẽ gật đầu như một lời chào. Tiểu Thất nhìn người phụ nữ, không nói gì. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên hỏi, tiền bối, người là. Người phụ nữ khẽ mỉm cười, luận theo vai vế, cô nên gọi ta một tiếng gì. Nói đoạn, bà ấy liếc nhìn về phía xa xa, đừng lãng phí thời gian nữa. Mảnh phân thân này xuyên qua quá nhiều tinh không. Lãng phí quá nhiều năng lượng, không thể ở lại quá lâu, chúng ta đi thôi. Nói xong, bà ấy trực tiếp dẫn theo Trương Văn Tú biến mất ngay tại chỗ. Mà đám người Tô Chiết đang có mặt như bị sét đánh. Phân thân. Chỉ là một mảnh phân thân. Tô Chiết cảm thấy đầu có chút choáng váng. Vừa rồi, lão ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm, mà lão ta không ngờ rằng,
người phụ nữ này lại chỉ là một mảnh phân thân. Chỉ một mảnh phân thân đã khiến lão ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, đây là khái niệm gì thế? Nếu như bản thể ở đây, vậy thì sẽ khủng bố đến nhường nào chứ? Nghĩ đến đây, trên trán Tô Chiết không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Lúc này, Tô Khắc ở một bên đột nhiên khẽ nói, cha hắn, đại ca hắn, muội muội hắn, sư tỷ hắn, dì hắn. Thật quá ức hiếp người rồi. Tô Chiết. Ở một nơi nào đó trong tinh không, người phụ nữ kéo tay Trương Văn Tú ngự không mà đi. Trương Văn Tú liếc nhìn người phụ nữ một cái, tiền bối. Người phụ nữ cười nói, gọi gì? Trương Văn Tú do dự một chút, sau đó nói, gì, huynh ấy không phải là người bình thường, đúng không ạ? Người phụ nữ gật đầu, không phải là người bình thường. Trương Văn Tú trầm mặc. Người phụ nữ khẽ nói, thân thế của hắn rất phức tạp, ta cũng không thể nói rõ. Trương Văn Tú trầm mặc một lúc rồi nói, các người ở một nơi rất xa. Người phụ nữ gật đầu, một nơi rất xa, lần này tới đây, thật không dễ dàng. Trương Văn Tú trầm mặc. Người phụ nữ liếc nhìn Trương Văn Tú một cái, cười nói, ta phải dẫn cô đi gặp một người. Trương Văn Tú nhìn về phía người phụ nữ, ai vậy ạ? Người phụ nữ cười nói, mẹ của hắn. Trương Văn Tú trầm giọng nói, Độc Cô Huyên. Người phụ nữ lắc đầu, mẹ thật sự của hắn. Trương Văn Tú khẽ chau mày, Độc Cô Huyên không phải là mẹ thực sự của hắn. Người phụ nữ do dự một chút, sau đó nói, cũng coi là vậy. Nhưng, hai, chuyện này khá phức tạp, đều là do ách nạn chi nhân trên người hắn, ta cũng không thể giải thích rõ ràng cho cô được. Trương Văn Tú đột nhiên hỏi, cô gái váy trắng mạnh nhường nào? Kỳ thực, nàng vẫn luôn rất tò mò về cô gái váy trắng. Người phụ nữ trầm mặc. Trương Văn Tú nhìn người phụ nữ, lại hỏi, gì, người đánh không lại cô ấy sao? Người phụ nữ chớp mắt, câu hỏi này ta có thể không trả lời được không? Trương Văn Tú. Ở nơi nào đó trong tinh không, Diệp Huyên ngự kiếm lao nhanh, hắn tăng tốc độ đến cực hạn, nơi nào lướt qua, kiếm khí xé nát tinh không, vô cùng kinh người. Trong cơ thể Diệp Huyên, huyết dịch sôi trào, cả người như muốn bốc hỏa. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên tới trước một cái hố đen, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất trong hố đen kia. Ầm. Cả hố đen rung lên kịch liệt, bên trong hố đen có kiếm khí xé nát. Một lúc sau, Diệp Huyên xuất hiện trong một mảnh tinh không khác, mà vừa xuất hiện trong mảnh tinh không này, hắn liền cảm nhận được toàn bộ tu vi của bản thân đã biến mất. Tuy nhiên, sức mạnh huyết mạch của hắn lại vẫn còn. Pháp tắc đại đạo đó có thể áp chế tu vi của hắn, nhưng lại không thể áp chế được sức mạnh huyết mạch của hắn. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên cách đó không xa. Nhân Tôn. Một trong ba đại tôn của Ám Nguyên. Phía bên tay phải Nhân Tôn là Niệm Niệm. Ánh mắt Diệp Huyên dừng lại trên người Niệm Niệm, Niệm Niệm không ngừng khóc ta. Xin lỗi. Diệp Huyên lắc đầu, muội không có lỗi với ta, là ta có lỗi với muội, đừng sợ, dù có chết, ta cũng sẽ ở bên muội, được không? Niệm Niệm khẽ cúi đầu, cơ thể đang run lên, hai tay cô bé nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi tuôn ra. Nhân Tôn nhìn về phía Diệp Huyên, chỉ có một mình ngươi. Diệp Huyên gật đầu, phải. Nhân Tôn nhìn Diệp Huyên, đạo kinh đâu? Diệp Huyên nói, thả người. Nhân Tôn lắc đầu, ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta. Diệp Huyên nhìn Nhân Tôn, không thả người, ngươi đừng hòng lấy được đạo kinh. Ngươi có thể giết muội ấy, bởi vì trước khi tới, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chết rồi. Có điều, nếu cứ chết như vậy, sáu quyển đạo kinh kia sẽ rơi vào tay của cổ thần Huyên. Nhân Tôn khẽ cười, uy hiếp ta. Ta không giết cô ta. Mà ta sẽ hành hạ cô ta, cho đến khi ngươi giao ra đạo kinh thì mới thôi. Để ta xem thử ai kiên nhẫn hơn. Nói đoạn, tay phải gã ta đột nhiên đặt lên đầu Niệm Niệm, một luồng sức mạnh to lớn bao trùm lấy Niệm Niệm. Ngay sau đó, cả gương mặt của Niệm Niệm vặn vẹo, bởi vì xương cốt cả người của cô bé đang vỡ ra từng chút một. Niệm Niệm đau đớn vô cùng.
Thế nhưng cô bé không khóc. Cô bé nhìn Diệp Huyên, cố nặn ra một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc, ta không đau. Không đau. Nhân Tôn nhìn Niệm Niệm, thú vị thật. Xem ra, không chỉ có hắn quan tâm ngươi, mà ngươi cũng rất quan tâm đến hắn. Nói rồi, gã ta đang định dùng sức thì lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên mở lòng bàn tay, trong lòng bàn tay hắn có 6 cuốn đạo kinh. Nhân Tôn nhìn Diệp Huyên, khẽ nhếch miệng, cười tươi nói, có vậy đã không kiên nhẫn được rồi sao? Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, có thể thả người được chưa? Nhân Tôn buông Niệm Niệm ra, gã ta chậm rãi bước đến chỗ Diệp Huyên, cười nói, Diệp Huyên, ngươi biết không? Khi ngươi xuất hiện ở nơi này, ta đột nhiên phát hiện, ta đã đánh giá ngươi hơi cao rồi. Ngươi có can đảm, có mưu trí, lại có thực lực. Nhưng đáng tiếc, ngươi không đủ tàn nhẫn. Có lẽ ngươi đủ tàn nhẫn với kẻ địch, nhưng đối với người của mình thì ngươi không đủ tàn nhẫn. Thực không biết, cái ngươi gọi là trọng tình trọng nghĩa căn bản chẳng có ý nghĩa gì cả. Bởi vì những thứ này đều là điểm yếu của ngươi, điểm yếu mà kẻ địch của ngươi có thể lợi dụng được. Đột nhiên Diệp Huyên điểm ngón tay, 6 cuốn đạo kinh đã xuất hiện trước mặt Nhân Tôn, còn bản thân hắn thì xuất hiện trước mặt Niệm Niệm. Nhân Tôn nhận lấy 6 cuốn đạo kinh, gã ta liếc nhìn Diệp Huyên, không hề ngăn cản Diệp Huyên. Ở nơi này, gã ta chính là kẻ vô địch. Diệp Huyên nhẹ nhàng ôm lấy Niệm Niệm. Nhưng vừa ôm lấy thì Niệm Niệm lập tức hít một hơi lạnh, cô bé nhìn Diệp Huyên, nước mắt không ngừng rơi xuống, buồn tủi nói, đau. Diệp Huyên vội buông lỏng tay, hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay Niệm Niệm, nhìn Niệm Niệm xương cốt toàn thân vỡ nát, lòng hắn đau như cắt, xin lỗi. Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, nước mắt rơi liên tục, xin lỗi, ta vẫn không nhớ được chuyện trước kia ta, vô dụng. Thật nực cười. Lúc này... Nhân Tôn ở phía xa kia đột nhiên cười nói, đúng là nực cười. Thiên đạo ngũ duy, tuy ta không biết thực lực thật sự của ngươi, nhưng ngươi dùng chưa đến 3 phần thực lực mà đã làm trọng thương một vị thành đạo cảnh, nghĩ ra thì ngươi cũng khá có bản lĩnh rồi. Nực cười là, ngươi lại vì Diệp Huyên này và cái vũ trụ ngũ duy kia, đến chết cũng không dùng đến 7 phần sức lực, với cao thủ như ngươi, mà không cắt đứt nhân quả ràng buộc, thì ta chỉ có thể nói, thật là ngu ngốc. Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, chúng ta sẽ chết sao? Diệp Huyên nhẹ nhàng vuốt ve má Niệm Niệm, khẽ cười, muội sợ sao? Niệm Niệm lắc đầu, có huynh thì ta không sợ. Diệp Huyên bỗng nói, ta có thể mim muội một cái không? Niệm Niệm chớp mắt, hôn ta sao? Diệp Huyên gật đầu. Niệm Niệm đỏ mặt, giọng nói nhỏ như muỗi, vậy một cái thôi. Diệp Huyên nghiêm túc nói, muội đồng ý rồi. Sau này không được đánh ta đâu đấy. Niệm Niệm chậm rãi nhắm mắt lại, có chút ngượng ngùng, hôn đi. Sau này ta không đánh huynh. Diệp Huyên cúi người xuống khẽ hôn lên má Niệm Niệm. Vừa chạm vào đã tách ra. Niệm Niệm mở mắt liếc nhìn Diệp Huyên, xong rồi sao? Diệp Huyên gật đầu, xong rồi. Nhưng mà, ta hơi hối hận rồi. Niệm Niệm chớp mắt, tại sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 124.